Chương 11, Kiểm tra kỷ luật viên Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trách không được dám ra tay, đoạt quái, nguyên lai like thật thật sự có tài a. À. Lão Tam âm hiểm cười hắc hắc, lộ ra trong tay thiết chù y, đem trên thân đồ vật cũng giao ra, cộng thêm 10 cân vàng thỏi, hôm nay việc này coi như Nếu không, hắc hắc những người còn lại vậy chậm rãi tới gần, mắt lộ ra hung quang. Trương Trạch nhìn xem bên người triệu hoáng thú, Vừa rồi một phen chiến đấu, ngành giáp quy bỏ mình một cái, độc tri chu bỏ mình một cái, cự văn bỏ mình hai cái, hắn còn thừa lại hai cái ngành giáp quy, một cái violin ra biết, một cái độc tri chu cùng một cái cự văn. Chiến đấu giảm quân số cơ hồ một nửa. Tiểu tử, ngươi thiên phú kỹ năng là triệu hoán thuật sao? Thật có ý tứ. Kiếm tiền siêu nhân mở miệng nói. Bất quá, không có tác dụng gì coi như ngươi triệu hoán lại nhiều tiểu quái, tại chân chính cao thủ trước mặt cũng đều là một đám ô hợp. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên lách mình vọt tới một cái cự văn trước mặt, một cái hỏa diễm trùng quyền, đem cái kia cự văn trực tiếp đánh vỡ. Bên cạnh truyền đến lão tam đám người tiếng khen. Lão đại đánh cho xinh đẹp. Một đám tiểu quái còn chưa đủ lão đại của chúng ta nhét kẻ răng. Tiểu tử thức thời liền mau đầu hàng, miễn cho chịu đau khổ. Ngươi cự văn bị kiếm tiền siêu nhân đánh dết. Một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại trương trạch trước mắt, hắn thiêu thiêu mi mau. Lúc đầu ta không nên xen vào việc của người khác, dết bốt cầm tới chìa khóa liền có thể, hết lần này tới lần khác các ngươi muốn tới chịu chết. Trương trạch khóe miệng nằm lấy cười lạnh. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chờ một chút. Bỗng nhiên có người vọt tới hai phương diện trước, hắn đối kiếm tiền siêu nhân cùng lão tam đám người hô lớn ta là ma vực quản lý cục kiểm tra kỷ luật viên, các ngươi đừng làm loạn. Người này tên là Lưới Trời Tuy Thưa, ngược lại là cùng thân phận của hắn thẳng xứng đôi. Trương Trạch gặp qua người này, trước đó vậy tại trong đội ngũ, không thế nào dễ thấy, không nghĩ tới lại là ma vực quản lý cục nằm vùng thường phục. Kiểm tra kỷ luật viên Kiếm tiền siêu nhân nhướng mày, hắn biết rõ những người này, lệ thuộc vào quản lý cục cao tầng, điều tra cẩn thận, thu thập chứng cứ, Xét xử vi quy cán bộ, chức vụ không lớn, quyền lợi rất lớn." Lão Tam ở bên cạnh thấp giọng nói, "Đội trưởng, gia hỏa này nếu như đem chúng ta hối lộ cao khoa trưởng sự tình đâm bên trên đến coi như phiền phức, bằng không, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong." Hắn bày một mất đầu thủ thế. Lưới Trời tuy thưa nói, "Các ngươi vừa rồi mỗi tiếng nói cử động, ta cũng ghi chép lại, đây đều là chứng cứ." ta sẽ lên giao cho lãnh đạo. Khuyên các ngươi quay đầu là bờ, lập tức đến ma vực quản lý cục tự thú. Hắn cái này nói chuyện, kiếm tiền siêu nhân ánh mắt nhất thời lạnh xuống đến. Thật đáng tiếc, ngươi không về được. Đem bọn hắn hai cái cũng giết. Vì ngăn ngừa phức tạp, kiếm tiền siêu nhân quyết định sát nhân diệt khẩu. Một đám người từng bước ép sát, lưới pháp luật tuy thưa thối lui đến trương trạch bên người, trầm giọng nói ra. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trương Trạch sững sờ một cái, xem ra không cần hắn xuất thủ. Ngươi thiên phú kỹ năng rất thực dụng, ta cảm thấy rất có tiền đồ, chờ đem những người này bắt lại, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta lãnh đạo cấp trên. Lưới pháp luật tuy thưa trùng Trương Trạch gật gật đầu, một bộ ta rất xem trọng ngươi bộ dáng. Dết. Lão ta mang theo hai cái người xông lên, ngoài ra còn có hai cái người từ phía sau bọc đánh, ý đồ đối lưới pháp luật tuy thư tiền hậu giáp kích. Chớ xem thường ta. Lưới pháp luật tuy thư lộ ra một cây pháp trượng, nhắm ngay trong đó một cá nhân phát xạ một đạo hàng băng xạ tuyến. Đây là lưới pháp luật tuy thư A cấp thiên phú kỹ năng, có thể đem mục tiêu đóng băng 30 giây, cùng lúc tạo thành 100-300 điểm thương tổn. Bị hàng băng xạ tuyến bắn trúng người, trong nháy mắt biến thành băng điêu, đồng thời còn nhận 275 điểm thương tổn, kém chút liền bị miễu sát. Mọi người sắc mặt biến đổi, không dám tiếp tục tấn công. Thảo. Gia hỏa này là ma pháp hệ thiên phú. Lão Tam chửi nhỏ một tiếng, không cần sợ. Thiên phú kỹ năng thời gian cung đao là 60 giây, đầy đủ chúng ta xử lý hắn. Lưới pháp luật tuy thưa hừ lạnh một tiếng. Trừ ma pháp bên ngoài, ta công phu cũng không yếu. Đang khi nói chuyện, lưới pháp luật tuy thưa mấy chiêu liền chế phục một tên nam tử, làm cho đối phương lâm vào trạng thái hôn mê. Tại ma vực bên trong, chỉ cần công kích đến tương ứng bộ vị, liền có thể tạo thành tương ứng thương tổn. Tỷ như, công kích bộ vị yếu hại, giống trái tim, con mắt chờ các loại, sẽ tạo thành đại lượng thương tổn, cùng lúc hấp dẫn đại lượng cưu hận. Nếu như công kích bộ vị yếu kém, như then chốt, động mạch chờ các loại, cũng sẽ tạo thành hành động chậm chạp cùng hôn mê các loại trạng thái. Lưới pháp luật tuy thư vừa rồi liền đánh tới cổ đối phương động mạch chủ, làm cho đối phương lâm vào hôn mê, tiếp tục thời gian dài tới 30 giây. Lần nữa đánh ngã một tên ý đồ công kích hắn nam tử, lưới pháp luật tuy thư vỗ vỗ tay, đắc ý nói ra. Ta thế nhưng là đồng xuyên võ đại tốt nghiệp học sinh ưu tú, đừng xem nhẹ ta. Đồng xuyên võ đại mặc dù không có thanh đại vũ giáo như vậy nổi danh, nhưng tại đại hạ quốc bài danh trước 10, cũng là một chỗ danh giáo ta đồng bạn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, các ngươi còn không đầu hàng. Lưới pháp luật tuy thư nhìn về phía đối diện kiếm tiền siêu nhân cùng lão tam đám người, lạnh giọng hỏi thăm. Để cho chúng ta đầu hàng. Hắc hắc. Nằm mơ. Lão tam nhếch môi, đột nhiên đối bên cạnh kiếm tiền siêu nhân thi triển một ma pháp kỹ năng. Một đạo ánh sáng màu vàng vòng xuất hiện tại kiếm tiền siêu nhân dưới chân, hắn thu hoạch được một tăng thêm bước. Ma pháp kháng tính. Đây là lão tam bê cấp thiên phú kỹ năng, có thể cho mục tiêu, tại 10 giây bên trong giảm xuống 100% ma pháp hiệu quả. Làm xong lão tam. Kiếm tiền siêu nhân cực tốc phóng tới lưới pháp luật tuy thư, lưới pháp luật tuy thư biểu lộ ngưng trọng, hắn lập tức dơ lên pháp trượng thi triển hàng băng xạ tuyến. 141 người bị hàng băng xạ tuyến đánh trúng, đóng băng 3 giây. Gặp kiếm tiền siêu nhân bị đông lại, lưới pháp luật tuy thư lập tức chào hỏi trương trạch chạy mau. Gia hỏa này tương đối khó quấn. Hắn vừa rồi vậy kiến thức kiếm tiền siêu nhân thiên phú kỹ năng, tại cận chiến loại thiên phú bên trong xem như tương đối mạnh hung hãn. Thứ hai tầng bốt cũng gánh không được kiếm tiền siêu nhân kỹ năng công kích, lấy hắn hiện tại phòng ngự lực cùng HP, tuyệt đối sẽ bị đè xuống đất ma sát. Chủ quan. Sớm biết nhóm người này bên trong có A cấp thiên phú mạo hiểm giả, ta liền không nên một mình đến đây lưới pháp luật tuy thư âm thầm hối hận đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận trương trạch nhìn hai bên một chút hai người bọn họ đã bị kiếm tiền siêu nhân thủ hạ vây quanh căn bản chạy không ra đến nhận lấy cái chết kiếm tiền siêu nhân đóng băng thời gian vừa đến hắn lập tức đối lưới pháp luật tuy thư triển khai công kích lưới pháp luật tuy thư tuy nhiên thể thuật rất lợi hại nhưng là không chịu nổi đối phương thiên phú kỹ năng quá lợi hại rất nhanh liền tàn huyết mắt thấy Kiếm tiền siêu nhân liền muốn cho lưới pháp luật tuy thư một kích cuối cùng, đột nhiên một cái ngạnh giáp quy sông lên, dùng quy sát ngăn trở công kích. Cái gì? Kiếm tiền siêu nhân giật mình, sau đó liền trông thấy một trương mạng nhện quay đầu chụp xuống đến. Nhìn xem kiếm tiền siêu nhân tại mạng nhện bên trong dãy dụ không ngừng, lưới pháp luật tuy thư lúc này mới ý thức được là trương trạch cứu hắn. Trương trạch vỗ vỗ lưới pháp luật tuy thư bả vai. Tiếp xuống giao cho ta đi ngươi muốn cùng hắn đánh. Lưới pháp luật tuy thưa lắc đầu liên tục. Không được, gia hỏa này công kích quá sắc bén, ngươi là tân thủ, gánh không được. Lưới pháp luật tuy thưa đánh giá mặc dù là nhập môn pháp sư, nhưng đã so với bình thường mạo hiểm giả mạnh hơn nhiều, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận hai lần hỏa diễm trùng quyền, trương trạch một mới ra nhà tranh tân thủ căn bản không phải đối thủ. Ai nói ta muốn cùng hắn đánh? Trương trạch khóe miệng hơi vẫn lên, cùng hắn đánh là chúng nó. Chỉ gặp, hai đạo cự đại hắc ảnh xuất hiện tại trương trạch sau lưng. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan trọng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotaur, người cá, người lùng hobbit, người lùng đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như suốt cu đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Cùng bảo thiết sĩ Lan. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Tin anh thiết sĩ Lan cùng thôn thiên oa đứng thẳng tại trương trạch sau lưng, hai đại bốt đột nhiên cùng lúc hiện thân, nhất thời gây nên đám người chấn kinh. Trời ạ, à, tình huống như thế nào? Thứ nhất tầng cùng thứ hai tầng bốt làm sao lại cùng lúc đổi mới ở chỗ này? Ma vực xảy ra vấn đề sao? Ngươi cái kẻ ngu. Rõ ràng là cái kia cung thủ triệu hoáng đi ra. Ai da, ta vốn cho là hắn chỉ có thể triệu hoán tiểu quái, không nghĩ tới liền bốt đều có thể triệu hoán. Cái này quá kéo đi. Cái gì thiên phú kỹ năng biến thái như vậy? Có thể triệu hoán bốt. Ta cảm thấy cái này cung thủ thiên phú kỹ năng thấp nhất cũng là A cấp. Không đúng. Hẳn là S cấp trở lên. Lưới pháp luật tuy thư miệng cũng không khép được, hơn nữa ngày mới nói ra một câu. Huynh đệ, ngươi cái này thiên phú kỹ năng không chỉ là thực dụng quả thực là nghịch thiên a à. đối diện kiếm tiền siêu nhân cùng lão tam mấy người cũng là một mặt khó có thể tin trước đó trương trạch sử dụng triệu hoán thuật triệu hoán quái vật đã để bọn họ thật bất ngờ không nghĩ tới thậm chí ngay cả bốt đều có thể triệu hoán mấy cái cá nhân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi đội trưởng làm sao xử lý tiểu tử kia triệu hoán hai đại bốt lão tam trong lòng sinh ra sợ hãi khẩn trương nhìn về phía kiếm tiền siêu nhân. Kiếm tiền siêu nhân sắc mặt âm trầm, nói ra. Chúng ta sự tình đã bị cái kia lưới pháp luật tuy thư quay xuống, nếu như đem bọn hắn thả đi, không chỉ có chúng ta mấy cái không có quả ngon để ăn, còn biết đem cao khoa trưởng lôi xuống nước, đến lúc đó chúng ta chết thảm hại hơn. Hiện tại đã không có đường lui. Vô luận như thế nào cũng phải đem hai người bọn họ cá nhân xử lý. Kiếm tiền siêu nhân mắc lộ ra hung quang, hai cái bốt giao cho ta. Các ngươi nhất định phải đem lưới pháp luật tuy thư cùng la sát giết chết. Tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Lão Tam cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, khẽ cắn môi gật đầu nói. Ta biết đội trưởng. Lưới pháp luật tuy thư chú ý tới, lão Tam mang theo còn thường người là lần nữa lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn vây quanh, trong lòng của hắn biết rõ, những người này là muốn chó cùng trước dậu. Tình huống không ổn A à huynh đệ, bọn gia hỏa này đã điên. Lưới pháp luật tuy thưa sắc mặt nghiêm túc, nói khẽ với Trương Trạch nói ra. Trương Trạch sớm đã nhìn ở trong mắt, cùng lúc hắn vậy nhìn thấy kiếm tiền siêu nhân chính nhất từng bước hướng hắn tới gần. Kiếm tiền siêu nhân thực lực rất mạnh, chỉ dựa vào thôn thiên oa khẳng định không phải đối thủ của hắn, nhất định phải thiết sĩ lan hiệp trợ mới được. Trương Trạch trong lòng tính toán, hắn lập tức đem ngành giáp quy chờ tiểu quái về sớm đến bên người, đến bảo vệ mình cùng lưới pháp luật tuy thưa. Cùng lúc, mệnh lệnh thiết sĩ Lan cùng thôn thiên hoa đến ứng chiến kiếm tiền siêu nhân. Động thủ Kiếm tiền siêu nhân thân hình nhất động, mãnh liệt hướng đối diện thôn thiên hoa cùng thiết sĩ Lan trùng đi qua. Thôn thiên hoa đối với kiếm tiền siêu nhân tới nói không có quá lớn uy hiếp, hắn đã giết mấy chục con, đối thôn thiên hoa đặc tính 10 phần hiểu biết, hắn có nắm chắc thi triển hai lần thiên phú kỹ năng liền đem nó xử lý. Về phần bên cạnh thiết sĩ Lan, hắn vậy không để vào mắt. Liền xem như tin anh bốt, tốc độ vậy đuổi không kịp hắn, cho nên hắn có lòng tin cùng lúc đem hai đại bốt toàn bộ diệt đi. Một bên khác, lão ta mang theo còn lại người đối trương trạch cùng lưới pháp luật tuy thư triển khai vây công. Trương trạch cùng pháp võng huy huy dựa vào ngành giáp quy cùng độc tri chu chờ quái vật bảo hộ, cùng đối phương mười mấy cá nhân đỏ sức, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Trong chiến đấu, Trương Trạch một mực tại gấp chầm chầm kiếm tiền siêu nhân bên này tình huống, gia hỏa này thực lực quả nhiên cường hãn, cho dù là thiết sĩ Lan cùng thôn thiên Qua hợp lực đối kháng, vậy vẫn không có chiếm được thượng phong. Từ đánh giá bên trên có thể nhìn ra được, kiếm tiền siêu nhân nghề nghiệp là cách đấu gia, tốc độ cao độ, mạnh bạo phát là cách đấu gia đặc tính, cho nên đối mặt thôn thiên Qua cùng thiết sĩ Lan giáp công, kiếm tiền siêu nhân vẫn là thành thạo điêu luyện. Hỏa diễm trung quyền lại là một cái thiên phú kỹ năng, thôn thiên oa HP vẹn vẹn còn lại cuối cùng 20%. Trương Trạch nheo mắt lại, tâm lý thầm nghĩ. Cái này kiếm tiền siêu nhân cũng là tâm tư kín đáo hạng người, hắn biết rõ thôn thiên oa phòng ngự lực không cao, với lại phun ra hỏa cầu cần thời gian côn chấm dê o n, cho nên hắn đem công kích cũng tập trung tại thôn thiên oa trên thân. Dự định xử lý trước thôn thiên oa về sau, lại quay đầu giải quyết thiết sĩ lan tốt một tiêu diệt từng bộ phận. Dạng này dưới đến không thể được. Trương Trạch chợt nhớ tới, tự mình cổng trong bọc còn có một trương cuồng bạo phù. Thử một lần. Nhìn xem hiệu quả gì. Lập tức, Trương Trạch không chút do dự từ chính mình hệ thống trong ba lô lấy ra tấm kia cuồng bạo phù, ngẫm lại, trực tiếp ném đến thiết sĩ lan trên thân. Ngao ngao. Cùng bạo phù lục đến thiết sĩ lan trên thân về sau, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang, tan vào thiết sĩ Lan trong thân thể, sau đó, cũng cảm giác thiết sĩ Lan thân thể phản phất bành trướng một vòng. Cùng lúc, một cổ càng thêm bạo ngược thị sát khí tức từ thiết sĩ Lan trên thân tán phát ra. Làm sao? Kiếm tiền siêu nhân đang chuẩn bị cho thôn thiên oa nhất kích trí mệnh, nhất thời cảm giác được bên cạnh truyền đến một cổ cường đại sát khí, dọa đến hắn liên tục nhanh lùi lại, kinh nghi bất định nhìn về phía cùng bạo không thôi thiết sĩ Lan. Cùng bạo trạng thái thiết sĩ Lan làm sao lại đột nhiên tiến vào cuồng bạo trạng thái. Kiếm tiền siêu nhân nhìn thấy thiết sĩ Lan trạng thái về sau giật mình không thôi, hắn biết rõ, tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, các phương diện thuộc tính đều sẽ đề cao mạnh. Nhất là lực công kích cùng tốc độ, sẽ trở nên hết sức kinh người. Lúc trước, hắn tại thứ năm tầng đến lúc đó, liền thấy thứ năm tầng bốt tiến vào cùng bạo trạng thái, dễ dàng đem 20 người tiểu đội toàn bộ diệt sát. Một màn kia, đến nay để kiếm tiền siêu nhân khó mà quên. Hôm nay quá tạ môn. Không may gặp được kiểm tra kỷ luật viên không nói, còn gặp được sẽ triệu hoán bốt mạo hiểm giả. Sau đó bốt còn cùng bạo hóa. Kiếm tiền siêu nhân chớp mắt, tâm lý đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi trước vì bên trên. Nghĩ tới đây, hắn xoay người chạy, thế nhưng là hắn đánh giá thấp cuồng bạo trạng thái dưới, thiết sĩ lan tốc độ chỉ gặp một đạo hắc ảnh vọt đến trước mặt hắn thiết sĩ lan cái kia thân hình khổng lồ nam đứng hắn phía trước đáng chết kiếm tiền siêu nhân đằng sau là thôn thiên hoa nếu như quay đầu đi đối phó thôn thiên hoa lấy thiết sĩ lan tốc độ còn chưa chờ hắn giải quyết hết thôn thiên hoa thiết sĩ lan liền từ phía sau trước giết chết hắn bất đắc dĩ hắn đành phải cắn răng giống thiết sĩ lan phát động tấn công xoát xoát thiết sĩ lan kỹ năng tê liệt phát động Mười đạo hát quan tạo thành một đạo lít nha lít nhít lưới tử vong, kiếm tiền siêu nhân liền là tốc độ lại nhanh, vậy không có cách nào tránh né, nhất thời bị lưới đen đánh trúng. 211, 256, 223, liên tiếp hồng sắc mức thương tổn từ kiếm tiền siêu nhân đỉnh đầu phiêu lên. A, à, cứu mạng. Kiếm tiền siêu nhân mắt thấy chính mình huyết triều trong nháy mắt thanh không, hắn bất lực giang hai tay, cuối cùng, thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa đội trưởng chết. Lão Tam đám người thu được hệ thống nhắc nhở, một trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Kiếm tiền siêu nhân là ngay trong bọn họ thực lực cường đại nhất, liền kiếm tiền siêu nhân cũng chết, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục tác chiến. Nhất thời, một chuẩn bị chạy tứ tán. Trương Trạch cùng lưới pháp luật tuy thư bên này áp lực lập tức liền giải trừ, lưới pháp luật tuy thư nhìn xem cuồng bạo sau thiết sĩ lan, trong lòng có e dè nghĩ đến. Cái này là sát thiên phú kỹ năng quá kinh khủng, dạng này nhân tài nhất định phải nắm giữ tại quốc gia trong tay, nếu không hậu quả khó liệu. Lúc này, phía ngoài đoàn người mặt truyền đến một trận tiếng ồn ao. Lưới pháp luật tuy thư nhìn một chút nói chuyện phím tần số, đối trương trạch cười nói. Ta các đồng bạn chạy đến, những người này một đều không chạy mất. Cũng bị bắt lại. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào? Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13, mùi mùi xảy ra chuyện. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trương Trạch gật gật đầu, hắn đi đi qua đi kiếm tiền siêu nhân rơi xuống đồ vật cũng nhặt lên. Lại là một số không nhỏ thu hoạch. Hai cao cấp ma hồn cầu, 18 trung cấp ma hồn cầu, 77 cái cấp thấp ma hồn cầu, còn có hai bình bổ huyết dược thủy, một cái mời văn kiện cùng ba trang bị. Không hổ là cấp bậc cao mạo hiểm gia, trên thân nhà làm không ít a. À. Trương Trạch mặt lộ vẻ mỉm cười, trận chiến đấu này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hoàn mỹ kết thúc, hơn nữa còn thu hoạch nhiều như vậy đồ tốt. Ba kiện trang bị bên trong có một kiện C cấp miếng lót vai, một kiện dây cấp quần và một đỉnh C cấp cái mũ. Vừa vặn ta thiếu khuyết trang bị trương trạch đem ba kiện trang bị cũng mặc lên người bộ dáng vậy có chút phát sinh biến hóa mời văn kiện là cái gì trương trạch xem xét tấm kia mời văn kiện mời văn kiện tử vực phẩm chất c ghi chú tiến vào tử vực thông hành chứng sức bền một một tử vực cái kia là địa phương nào trương trạch lật qua ma vực chỉ nam bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới tử vực ghi chép đem mời văn kiện ném vào ba lô, trương trạch đem trong ba lô sở hữu cao cấp ma hồn cầu cũng hấp thu. Hắn thuộc tính giá trị bên trong, lực lượng từ 1, tốc độ 2. La sát huynh đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện phi thường ưu tú. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta ma vực cục, ra sức vì nước. Lưới pháp luật tuy thư đi lên phía trước, hướng trương trạch vương tay. Trương trạch cùng hắn nắm một cái tay, nhưng lại lắc đầu nói ra. Thật có lỗi, ta hiện tại tạm lúc không có phương diện này dự định. dạng này a. À. lưới pháp luật tuy thư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra. vậy thì tốt, người có chí riêng, ta vậy không bắt buộc, ngươi ghi lại ta bộ đàm dãy số, nếu như muốn thông có thể tới tìm ta. trương trạch ghi lại dãy số, lưới pháp luật tuy thư còn nói thêm. là sát huynh đệ, ta nói nhiều một câu, mặc kệ tương lai ngươi trở nên mạnh mẽ đến mức nào hy vọng ngươi nhớ kỹ trên người mình chảy xuôi đại hạ huyết dịch không muốn đối đầu không dạy nổi quốc gia cùng dân tộc sự tình ta biết trương trạch trịnh trọng gật gật đầu hắn mặc dù là xuyên việt mà đến nhưng sớm đã dung nhập vào đại hạ bên trong hắn tuyệt không đúng không sẽ phản bội tổ quốc mình cùng nhân dân xuyên qua cửa đá trương trạch tiến vào thứ ba tầng cả thứ ba tầng đều là rậm rạp rừng mưa nhiệt đới nhiệt độ không khí cũng biến thành ấm áp ẩm ướt rậm rạp lá cây che khuất bầu trời ánh nắng thấu qua cành lá khe hở trên mặt đất lưu lại điểm điểm quần sáng tầng này tế đàn trên người số liền muốn so trước hai tầng thiếu một chút càng là cao tầng ma vực mạo hiểm giả nhân số vậy càng ít bởi vì thực lực không đủ rất nhiều người vô pháp đánh bại giữ cửa bốt tự nhiên cũng liền lấy không được chìa khóa không cách nào tiến vào tầng tiếp theo với lại càng cao tầng ma vực quái vật vậy càng cường đại tính nguy hiểm gấp đôi đề cao cũng không đủ thực lực cường đại, tự nhiên vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, còn sống không tốt sao? Ma vực chỉ nam, bên trên viết, thứ ba tầng quái vật không còn là giả thú cùng côn trùng, mà là hình người quái, Gobin. Đao thuẫn Gobin, ném đá Gobin còn có bốt Gobin đại vương. Nhìn xem thời gian, lại nhanh tiếp cận nửa đêm 12 giờ, trương trạch cảm giác có chút mỏi mệt, liền lo gút nghỉ ngơi thể chất thuộc tính thấp mạo hiểm giả, tại ma vực bên trong dừng lại thời gian rất ngắn, theo thể chất thuộc tính đề cao, dừng lại thời gian vậy càng dài. Nghe nói, cấp bậc cao mạo hiểm giả có thể tại ma vực bên trong dừng lại một tháng trở lên. Trương Trạch xuất hiện tại nhà mình trong phòng khách, hắn chợt phát hiện, mùi mùi vậy mà còn chưa có trở lại. Mùng như vậy, nhà đầu này làm sao còn chưa có trở lại? Trương Trạch nhíu mày, Trương Phong tính cách tuy nhiên độc lập, nhưng cho tới bây giờ không ở bên ngoài qua đêm cho nên hôm nay tình huống so sánh kỳ quái trương trạch cầm điện thoại di động lên muốn cho mụi mùi trương phong gọi điện thoại kết quả phát hiện phía trên có mười mấy cuộc gọi nhở số điện thoại trương trạch nhận biết là trương phong bạn thân lục phán phán lục phán phán cùng trương phong là bạn học cùng lớp gia cảnh hai người thường xuyên đi ra đến làm thuê du ngoạn khó nói mụi mùi xảy ra chuyện trương trạch tâm lý trầm xuống lập tức đem điện thoại đánh đi qua, điện thoại kết nối về sau, Lục Phán Phán lo lắng thanh âm liền truyền tới. "Uy, ngươi làm sao mới nghe?" Nhanh đến Vân Đỉnh hội sở ca múa đại sảnh đến. "Trương Phong xảy ra chuyện." Còn không chờ Trương Trạch hỏi nhiều vài câu, Lục Phán Phán bên kia liền tắt điện thoại. Trương Trạch lập tức mặc xong quần áo xong ra gia môn, đánh một chiếc xe taxi thẳng đến Vân Đỉnh hội sở đến. Vân Đỉnh hội sở là thiên phong thành phố xa hoa nhất hộp đêm bên trong vừa đến nửa đêm phú hào quyền quý đều sẽ đến nơi đây tầm hoang tác nhạc ở chỗ này vung tiền như rác bất quá là phổ thông thao tác mà thôi gặp được hào sản đại lão bản thậm chí sẽ đến một toàn trường miễn phí mùi mùi đến tới nơi này làm gì làm thuê ngồi tại trên xe taxi trương trạch trong lòng thầm nghĩ khó nói mùi mùi trước đó nói nàng tìm tới kiếm tiền phương pháp liền là ở chỗ này làm thuê sao ngốc nha đầu cái này căn bản không phải ta nhóm người bình thường nên đến địa phương trương trạch lắc đầu không thể phủ nhận trương phong khuôn mặt rất thanh tú động lòng người nghe nói là các nàng trường học công nhận hoa khôi giống nàng xinh đẹp như vậy nữ hài đi vào loại địa phương này khẳng định là gặp được phiền phức bất kể là ai nếu như dám làm tổn thương mùi mùi ta ta tuyệt không khinh xuất tha thứ Trương Trạch nắm chặt nắm đấm. Rốt cục đến vân đỉnh hội sở, Trương Trạch một hơi xông vào ca múa đại sảnh, xa xa liền trông thấy một đám người vây tại một chỗ, hắn lập tức chen vào đến, phát hiện mùi mùi Trương Phong chính nhất mặt sợ hãi đứng ở trong đó, đối diện một trương ghế salon bằng da thật, ngồi một bụng phệ trung niên nam tử cùng một chính nhàn nhã hút thuốc tóc vàng thanh niên. Tại ghế xô, pha hai bên, đứng đấy hai cái thân cao mã đại hộ vệ áo đen, từ trên người bọn họ phát ra khí tức, Trương Trạch biết rõ, hai người này là người luyện võ. Đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Để ngươi bồi trận uống ít chén rượu, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Cái kia, trong thể này là một vạn khối. Mau chạy tới đây tiếp rượu. Trung niên nam tử đem một trương ngân sắc thẻ mua sắm ném tại trương phòng dưới chân, một mặt xem thường nói ra. Đến nơi đây làm thuê còn giả bộ thanh thuần. Thật mẹ nó buồn cười. Một bên lục phán phán đi lên trước, cười theo nói ra. Vị này khách quý, bằng hữu của ta nàng thật không biết uống rượu, bằng không để cho ta tới đi. Ngươi. Trung niên nam tử trận mắt trừng một cái, dung mạo ngươi có nàng đẹp không? Chúng ta trần thiếu nhìn trúng là cô gái này, hôm nay nhất định phải để nàng đến bồi rượu. Thế nhưng là... Lục phán phán một mặt ngượng nghịu. liền tại cái này lúc, Trương Trạch bước đi lên đến, kéo lại mùi mùi tay, xoay người rời đi. A, à, ca ca. Trương Phong thấy là Trương Trạch, cảm giác sợ hãi nhất thời tan thành mây khói. Trương Trạch cử động để đám người bị kinh ngạc, trung niên nam tử chợt đứng lên, hô to. Con mẹ nó ngươi là ai? Đem người buông ra. Một tên hộ vệ áo đen cản tại Trương Trạch trước mặt, Trương Trạch dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta là ca ca của nàng, ta muốn dẫn nàng về nhà. Ca ca, trung niên nam tử sững sờ, lập tức hừ cười nói. Ta quả ngươi là nàng người nào, hôm nay, nhất định phải đem ta khách quý bồi tốt, nếu không, hai huynh muội các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tên là Trần Phong tóc vàng thanh niên yên nguyên ngồi ở trên ghế salon, phản phất đang nhìn nháo kịch một dạng nhìn một màn trước mắt, mang trên mặt một loại ở trên cao nhìn xuống mỉm cười. Hắn là giang bắc thành phố đệ nhất cao trung học sinh, cũng là giang bắc thành phố 10 năm gần đây đến duy nhất một giác tỉnh S cấp thiên phú kỹ năng thiên tài. Cái kia trung niên nam tử là thiên tinh tập đoàn chủ tịch Ngô Thiên Thành, vì lôi kéo Trần Phong, cố ý hắn tới đây vân đỉnh hội sở chơi. Đúng lúc đụng tới Trương Phong đưa loại rượu tới, nàng xinh đẹp bộ dáng để Trần Phong nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhìn mặt mà nói chuyện Ngô Thiên Thành lập tức đem Trương Phong cản lại, ngạnh bức nàng bồi Trần Phong uống rượu. Trương Phong không biết uống rượu, cũng không muốn bồi người uống rượu, liền nói khéo từ chối, làm Ngô Thiên Thành thật mất mặt, liền trước mặt mọi người bảo nổi. Mà Trần Phong từ đầu đến cuối cũng không nói gì, đối với hắn mà nói, những người trước mắt này đều là thằng hề, phàm là thực lực không bằng người khác, hắn chưa từng có để vào mắt. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14, lý tử hào cùng ngô thiên thành nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio khách quý trương trạch quét trần phong một chút âm thanh lạnh lùng nói ta quản ngươi cái gì khách quý hôm nay ai dám đụng muội muội ta một cọng tóc gáy ta đánh gãy hắn chân ngô thiên thành lập tức xù lông hắn tại giang bắc cũng là số một số hai nhân vật chưa từng có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện lúc này nổi giận nói thằng nhãi con dám nói như vậy với ta? Ngươi vậy không hỏi thăm một chút, ta Ngô Thiên Thành tại Giang Bắc là nhân vật nào? Vậy xem người có nghe được nghe được Ngô Thiên Thành tên, tâm lý hít sâu một hơi. Lại là Ngô Thiên Thành. Thiên Hưng tập đoàn chủ tịch, hắn làm sao lại chạy đến chúng ta Thiên Phong thành phố đến? Ai da, sự tình lần này làm lớn chuyện. Ta nghe nói, Ngô Thiên Thành tại Giang Bắc rất có thế lực, kết bạn rất nhiều ma vực cường giả năm đó hắn vừa lập nghiệp thời điểm, có hắc đạo lão đại tìm hắn để gây sự, ngày thứ hai liền chết trên giường. Việc này ta cũng nghe nói. Ngô Thiên Thành tại hắc bạch lưỡng đạo cũng có quan hệ, không ai dám đắc tội hắn. Ai nha, ta xem hôm nay này hai huynh muội coi xong. Ngô Thiên Thành dùng tay chỉ trương trạch cái mũi, một mặt khoa trương nói ra. Hôm nay, ta không muốn bởi vì cái rắm lớn một chút sự tình trêu đến ta khách quý không vui nhanh cầm lấy mặt đất thẻ mua sắm xéo đi yên tâm ngày mai ta sẽ phái người đem ngươi mùi mùi cho ngươi đưa về đến chung quanh có người thấp giọng khuyên bảo huynh đệ đừng gượng chống nhanh cầm tiền đi thôi hôm nay việc này ngươi không giải quyết được đúng vậy a à, đúng vậy a à. để ngươi mùi mùi cùng bọn họ một đêm các ngươi huynh mùi cũng bình an nếu không lời nói ta xem các ngươi đêm nay giữ nhiều lành ít a à trương trạch nhìn xem mặt đất tấm kia ngân sắc thẻ mua sắm xoay người nhặt lên cái này đúng thôi ngô thiên thành trên mặt lộ ra khinh miệt mỉm cười giống trương trạch loại này tiểu thanh niên hắn gặp nhiều mặt ngoài kiên cường rất kỳ thực miệng cọc gan thỏ hơi hù dọa một cái liền sợ hừ một trương thẻ mua sắm liền muốn mua muội muội ta trương trạch nhẹ nhàng dùng lực tấm kia kim loại tính chất thẻ mua sắm nhất thời vặn vẹo biến hình trương trạch giương một tay lên kim loại thẻ lăng không bay về phía Ngô Thiên Thành. Ai nha? Ngô Thiên Thành dọa đến tranh thủ thời gian che mặt, chờ một lát mà lại phát hiện không có đồ vật nền vào hắn, mở to mắt, phát hiện Trần Phong đứng ở bên cạnh hắn, một tay đón lấy trương trạch ném mạnh tới kim loại thẻ. Trương trạch trong mắt hơi hiếp, hắn vừa rồi tuy nhiên không có dụng ra toàn lực, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, người bình thường rất khó kịp phản ứng. Mà cái này Trần Phong lại một thanh đón lấy, xem ra không phải người bình thường mẹ cho ta đem tiểu tử này hai chân đánh gãy Ngô Thiên Thành thẹn quá hóa giận nhất cước đem trước sofa mặt bàn rượu đá ngã lăn đi theo mà đến bốn tên hắc sắc bảo tiêu cùng nhau phóng tới Trương Trạch vây xem người xem xét sự tình làm lớn chuyện tất cả đều hoảng sợ tránh đi e sợ cho bị lan đến gần liền tại cái này lúc phía ngoài đoàn người đột nhiên có người hô to nơi này chuyện gì phát sinh tất cả dừng tay đám người tránh ra một cái vóc người cao gầy mặc hát sắc áo dài xinh đẹp phụ nhân đi vào đến tại bên cạnh nàng còn đi theo một năm mươi tuổi trên dưới âu phục nam tử lục phán phán nhìn thấy cái kia xinh đẹp phụ nhân bật thốt lên hô to khương tỷ khương tỷ đối lục phán phán gật gật đầu đi đến ngô thiên thành trước mặt cười nói đây không phải ngô lão bản à chuyện gì cho ngài tức thành dạng này cùng ta nói một chút Ngô Thiên Thành thiêu thiêu mi mau, tức giận nói ra. Người trong tiệm tiểu mùi mùi không hiểu quy củ. Để nàng theo giúp ta khách nhân uống chén rượu, nàng thế mà không nguyện ý. Không chỉ có như thế, nàng còn đem anh của nàng gọi tới chỗ dựa. Liền là tiểu tử kia, vừa rồi lại đem đồ vật nện tại trên mặt ta, kém chút để cho ta hủy dung. Mẹ, ta Ngô Thiên Thành lúc nào ăn qua loại này thua thiệt. Khương tỷ nhíu mày, nàng biết rõ cái này Ngô Thiên Thành không dễ chọc, thế nhưng là quay đầu nhìn thấy Trương Phong cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nàng lại cảm thấy đem tiểu cô nương này đẩy vào hố lửa không đành lòng. Chuyện gì phát sinh? Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh cái kia 50 tuổi nam tử đi lên phía trước. Nguyên lai là ngô lão bản A, còn nhớ ta không? Sơn Hà tập đoàn Lý Tử Hào. Ngươi là Lý Tử Hào. Ngô Thiên Thành sững sờ một cái, sau đó hắn mới nhớ tới, Vân Đỉnh hội sở là Lý Tử Hào sản nghiệp, Lý Tử Hào xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn nói Lý Tử Hào cùng Ngô Thiên Thành ở giữa có ân oán, năm đó, Lý Tử Hào muốn tại Giang Bắc đặt chân, hoa món tiền khổng lồ mua miếng đất gia muốn khởi công xây dựng một chỗ đại hình giải trí hội sở. Kết quả Ngô Thiên Thành từ đó cản trở, để Lý Tử Hào kế hoạch nước chảy về Biển Đông, mười mấy ức đổ xuống sông xuống biển. Từ đó, Lý Tử Hào liền cùng Ngô Thiên Thành kết xuống cừu oán. Hôm nay nhìn thấy Ngô Thiên Thành thế mà đi vào chính mình giải trí hội sở chơi, Lý Tử Hào cũng là rất kinh ngạc. Dù sao, Ngô Thiên Thành tại Giang Bắc bên kia vậy có thuộc về mình ngu nhạc sản nghiệp, giống Vân đỉnh hội sở loại này cấp bậc tràn sở vậy không phải là không có, vì cái gì đột nhiên chạy đến Thiên Phong thành phố đến. Mặt khác, ngồi ở bên cạnh thằng nhóc thò lò mũi xanh kia lại là lai lịch gì? Nghe Ngô Thiên Thành ý tứ, giống như là hắn khách quý nguyên lai like là Lý Lão Bản, đã lâu không gặp, ta nhớ được ba năm trước đây ngươi tại Giang Bắc Đài truyền hình phỏng vấn tiết một bên trên, hào khí ngất trời nói muốn đầu tư kiến tạo một chỗ đại hình giải trí công trình, làm sao về sau liền bạc vô âm tính đâu. Ngô Thiên Thành một mặt mỉa mai, vừa cười vừa nói. Nguyên lai like là cục đuôi, xám xịt chạy trở về quê quán nha. Ha ha ha. Nghe được Ngô Thiên Thành lời dễu cợt, Lý Tử Hào sắc mặt trở nên càng âm trầm, bất quá hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời người, đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng, bất động thanh sắc nói ra. Đi qua sự tình chưa kể tới, ngược lại là ngô lão bản làm sao có lòng dạ thanh thản, chạy đến chúng ta thiên phong thành phố tới chơi. Khó nói các ngươi gian bắt thành phố liền không có một đem ra được giải trí hội sở sao. Ngô Thiên Thành nhúng nhúng vai nói ra. Đó cũng không phải, mà là bởi vì ta muốn tới các ngươi thiên phong thành phố đầu tư làm ăn, tự nhiên muốn nhiều làm quen một chút nơi này hoàn cảnh cái gì lý tử hào tâm lý giật mình ngô thiên thành thực lực hùng hậu hắn cùng thứ nhất so kém hơn một chút nếu như ngô thiên thành thật chạy đến thiên phong thành phố tới làm sinh ý lấy hắn quen dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn lý tử hào khả năng thật đúng là không phải đối thủ của hắn khinh người quá đáng lại muốn chiếm trước ta địa bàn lý tử hào tâm lý rốt cục không giữ được bình tĩnh Ngày này phong thành phố là hắn căn cư địa, hắn liền là ở chỗ này lập nghiệp, quan hệ nhân mạch đều ở nơi này, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ người khác ở chỗ này dương oai? Dừng nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Lý tử hào lạnh giọng nói ra. Ngô lão bản, ngươi ở trên trời phong thành phố đầu tư làm ăn ta không phản đối, nhưng ngươi không thể khi dễ thiên phong thành phố bách tính. Hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể bán ta mặt mũi, không nên cùng hai huynh muội này so đo, bọn họ đã rất đáng thương. Trương Trạch nghe được Lý Tử Hào lời nói, liếc mắt liếc hắn một cái. Đầu năm nay, có tiền có thế còn có ái tâm người cũng không thấy nhiều, Trương Trạch không cảm thấy cái này Lý Tử Hào là thật tâm muốn trợ giúp huynh muội bọn họ, nhất định là trong đó có cái gì nguyên do. Hắn đoán không sai, Lý Tử Hào kỳ thực tịnh không để ý Trương Trạch huynh muội chết sống. Hôm nay nếu như đối phương không phải Ngô Thiên Thành mà là còn lại quyền quý, Lý Tử Hào tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Nhưng bởi vì Ngô Thiên Thành cùng hắn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, Lý Tử Hào liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng trương trạch huynh muội làm văn chương, đánh đồng tình bài, kích thích chung quanh thiên phong thành phố cư dân tinh thần chính nghĩa, cùng chung mối thù, đối phó Ngô Thiên Thành. Có thể thành công hay không không nói trước, chí ít có thể lấy trước hủy đi ngô thiên thành ở trên trời phong thành phố bách tính trong suy nghĩ hình tượng. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15, xuất ngũ ma vực cường giả. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quả nhiên, quần chúng vây xem nhóm bởi vì Lý Tử Hào lời nói mà quần tình xúc động, nhào nhào lên án Ngô Thiên Thành. Giang Bắc lão đại có cái gì không dậy nổi? Dựa vào cái gì chạy đến chúng ta thiên phong thành phố đến làm mưa làm gió? Lý lão bản nói với. Ngươi đầu tư chúng ta hoan nghênh. Dám khi dễ người liền lăng về đến, chúng ta không chào đón ngươi. Ý thế hiếp người A, à, ta cũng không tin trên đời này không có vương pháp. Cái kia tiểu mùi mùi ngươi đừng sợ. Pháp luật sẽ chế tài bọn họ ngô thiên thành nhìn thấy chung quanh quần chúng một mặt phẫn nộ hắn nhất thời nhíu mày không nghĩ tới cái này lý tử hào ngay tại chỗ vẫn rất có uy vọng bất quá hắn tịnh không để ý những vật này hư hư một đám ngu xuẩn ngô thiên thành cười lạnh nói các ngươi những người bình thường này cũng sẽ chỉ co lại tại an toàn khu bên trong không lý tưởng kỳ thực một ngu xuẩn đến muốn mạng ngô thiên thành lời nói nhất thời gây nên một mảnh xôn xao lại nghe Ngô Thiên Thành tiếp tục lớn tiếng nói. Các ngươi bây giờ có thể an an ổn ổn còn sống, toàn bộ nhờ ta như vậy ngươi. Nếu không phải là ta đầu tư làm ăn, kiếm tiền lại đến giúp đỡ quốc gia bồi dưỡng ma vực cường giả, để chống đỡ cái kia chút không ngừng xâm lấn ma cuộc quái vật, các ngươi có thể sống tới ngày nay. Nói thật cho các ngươi biết. Tương lai, chỉ có cường giả chân chính mới xứng hưởng thụ sinh hoạt, giống các ngươi những người bình thường này, có thể còn sống liền mang ơn đi. Ngô Thiên Thành lời mặc dù rất nhận người hận, thế nhưng, rất nhiều trong lòng người đều hiểu, hắn nói chuyện là tình hình thực tế. Hiện tại, toàn thế giới cũng đang cố gắng chống cự ma cuộc quái vật xâm lấn. Hàng năm, ma cuộc quái vật công hãm thành thị về sau, bị tàn sát nhân loại cũng đến hàng vạn mà tính. Mà loại tình huống này cũng biến thành càng ngày càng hỏng bét, bởi vì ma cuộc quái vật xuất hiện tần suất và số lượng cũng càng ngày càng nhiều. 20 năm trước, Ma quật vừa mới xuất hiện thời điểm một năm cũng chỉ có một hai con quái vật xuất hiện theo thời gian chuyển dời hiện tại một tháng liền có trên trăm con quái vật từ ma quật lao ra với lại những quái vật này thực lực vậy càng ngày càng cường đại trong đó không thiếu cấp năm quái vật cho nên rất nhiều quốc gia cũng mệt mỏi ứng phó thậm chí có tiểu quốc gia vì để chủng tộc có thể kéo dài dưới đến không tiếc từ bỏ quốc thổ cùng quốc tịch chủ động nhập vào đại quốc gia bên trong hiện tại Toàn thế giới còn sót lại mười mấy tương đối lớn quốc gia, Đại Hạ quốc là trong đó bên trong, thế nhưng là tình huống vậy không lạc quan, bởi vì một nửa quốc thổ đều đã luân hãm, còn lại vậy tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, dưới loại tình huống này, ma vực cường giả tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Tại Đại Hạ quốc bên trong, hết thảy tư nguyên cũng ưu tiên cung ứng ma vực cường giả, bởi vì chỉ có bọn họ có thể bảo vệ quốc gia. Mà người bình thường đã dần dần biến thành tầng dưới chót nhất bọn họ tác dụng duy nhất chính là vì quốc gia sinh đẻ hài tử cam đoan có ma vực cường giả có thể từ những học sinh mới này mà bên trong sinh ra thậm chí tại cực đoan tình huống dưới quốc gia thà rằng thí tốt bảo đảm xe chỉ lưu lại ma vực cường giả là chính như ngô thiên thành nói người bình thường có thể còn sống thật muốn mang ơn người người sao có thể nói như vậy lý tử hào sắc mặt biến biến tuy nhiên đây là không tranh sự thật thế nhưng là không có người sẽ cầm tới bên ngoài tới nói hắn không nghĩ tới ngô thiên thành thế mà trước mặt mọi người nói ra ngô thiên thành cười lạnh nói ra có cái gì không thể nói rất nhiều chuyện sớm tối đều muốn công bố tại chúng ta nói cái này chút đã coi như là êm tai nhất lời nói hôm nay hai huynh muội này ta nhất định phải mang đi ai cũng đừng nghĩ cản ta ngô thiên thành lần nữa mệnh lệnh dưới tay mình đi bắt trương trạch huynh muội Lý Tử Hào khẽ cắn môi, đột nhiên cản tại Trương Trạch Huynh mùi trước mặt, tam quyền lưỡng cước liền đem cái kia mấy tên bảo tiêu đánh ngã. Một màn này, nhất thời để người chung quanh lại bị kinh ngạc. Lý Tử Hào vừa rồi thân thủ hoàn toàn không giống một hơn 50 tuổi người, thậm chí sau người trẻ tuổi thân thủ còn muốn nhanh nhẹn. Quan trọng hơn là, hắn vừa rồi đánh ngã thế nhưng là chuyên nghiệp bảo tiêu, đối phương đều là người luyện võ mấy tên bảo tiêu bưng bít lấy vết thương lui trở về ngô thiên thành bên người ngô thiên thành mặt vậy trầm xuống lạnh giọng nói ra lý tử hào ngươi hôm nay nói rõ muốn cùng ta đối nghịch có đúng không vì hai người bình thường đáng giá không lý tử hào hừ lạnh một tiếng nói ra ta vậy nói cho ngươi hôm nay hai người này ta là hộ nhất định phải à quên nói cho ngươi hai mươi năm trước ta liền đã thông qua ma vực cường giả chứng nhận trở thành một cấp ma vực cường giả, đồng thời gia nhập quân bộ đối ngoại tác chiến. Về sau bởi vì thụ thương ta xuất ngủ, lúc này mới tiến vào giới kinh doanh dốc sức làm. Cho nên, ngươi muốn cùng ta động võ lời nói, ta khuyên chính ngươi tốt tốt cân nhắc một chút. Nghe đến đó, Ngô Thiên Thành sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vạn lần không ngờ Lý Tử Hào thế mà còn là một một cấp ma vực cường giả. Tuy nhiên Lý Tử Hào lớn tuổi, bình lúc cũng không có tinh lực cùng thời gian đến ma vực đánh quái thế nhưng là hắn bản lĩnh vẫn còn vậy tuyệt đối không phải mấy cái phổ thông bảo tiêu có thể đối phó được đáng chết nơi này không phải gian bắt nếu không ta một chiếc điện thoại chí ít có thể để đến hai tên một cấp ma vực cường giả ngô thiên thành nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể tránh được hắn chỉ là người bình thường liền bảo tiêu cũng đánh bất quá càng đừng đề cập đối phó lý tử hào ngô thiên thành thiên phong thành phố không phải ngươi dương oai địa phương ta khuyên ngươi mang theo cái kia cái mau đầu tiểu tử chạy trở về đến ngươi giang bắt thành phố đến đừng ép ta động thủ đuổi các ngươi đi đến lúc đó coi như không dễ nhìn lý tử hào nắm chặt nắm đấm lạnh giọng uy hiếp nói trương trạch một mực ở bên cạnh quan sát lý tử hào càng già càng dẻo dai động tác mau lẹ vô cùng với lại lực lượng cũng rất cường đại hắn suy đoán Lý Tử Hào đánh ra một quyền ít nhất cũng phải 700 cân. Ta cho mình lực lượng thêm một điểm, hiện tại đã là 12 giờ lực lượng, không biết có thể hay không đạt tới 700 cân. Trương Trạch trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, Lý Tử Hào lực lượng tuy nhiên không nhỏ, nhưng hắn dù sao vẫn là lớn tuổi, tại phương diện tốc độ đã có chút giảm bớt, liền ngay cả ta đều có thể thấy rõ ràng hắn xuất quyền quỷ tích. Kỳ thực, không phải Lý Tử Hào tốc độ giảm xuống, mà là trương trạch hiện tại tốc độ đề bạc một mảng lớn. Lúc trước hắn hấp thu hai cái cao cấp ma hồn cầu, tốc độ đề bạc hai điểm, năng lực phản ứng cùng công kích tốc độ, đã viễn siêu thường nhân, thậm chí tiếp cận với một cấp ma vực cường giả mức độ. Nhưng là trương trạch chính mình cũng không biết, cho nên hắn tưởng rằng lý trí hào niên kỹ biến lớn về sau, thân thể tố chất các phương diện hạ xuống. Lý tử hào Ngươi không nên quá khoa trương chờ lão tử ở trên trời phong thành phố dừng chân ta liền để ngươi cuốn gói cuốn mà xéo đi ngô thiên thành kêu gào nói lý tử hào nheo mắt lại hắn biết rõ ngô thiên thành là nói được thì làm được người với lại ngô thiên thành vậy có thực lực này lúc đầu không muốn giết người nhưng không diệt trường ngô thiên thành tương lai tất thành họa lớn lý tử hào cũng là hạng người lòng dạ độc ác ý thức được ngô thiên hào đối với hắn mà nói là nhất định phải lúc nổ đạn trong lòng của hắn liền động sát cơ. Bỗng nhiên, một mực đứng ngoài quan sát không nói Trần Phong đi lên phía trước, hắn vỗ vỗ Ngô Thiên Thành bả vai, sau đó tiến lên một bước giống như cười mà không phải cười đối Lý Tử Hào nói ra. Lý Tử Hào, ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói để cho ta chạy trở về Giang Bắc, có đúng không? Lý Tử Hào thiêu thiêu mi mau, hắn gặp Trần Phong không qua 16-17 tuổi bộ dáng, căn bản mà không có đem cái này hoàng mau tiểu tử nhìn ở trong mắt, khinh thường nói ra tiểu tử, đại nhân làm việc, tiểu hài tử thiếu trộn rộn, lăn một bên mà đi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotaur, người cá, người lùng hobbit, người lùng đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như suốt bút đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỷ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trần Phong nhún nhún vai, giống như cười mà không phải cười nói ra. Không có ý tứ đại thúc, ta hôm nay vừa qua 18 tuổi sinh nhật, đã là người trưởng thành. Vừa dứt lời, Trần Phong đột nhiên hướng Lý Tử Hào một quyền đánh tới. Cái này không có dấu hiệu nào một quyền làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt, bao quát Lý Tử Hào. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đồng thủ. Lý Tử Hào thanh âm trầm xuống, cũng là một quyền chào đón, hắn đối với mình lực lượng rất có lòng tin, coi như hắn hiện tại đã 55 tuổi, thời gian dài không có huấn luyện, thân thể điều kiện không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó một 17-18 tuổi mau đầu tiểu tử, hắn cảm thấy mình không có vấn đề gì. Phanh một tiếng, hai người nắm đấm trên không trung chạm vào nhau, Lý Tử Hào đạp đạp lui lại hai bước, mà Trần Phong lại đứng yên tại chỗ ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Ngô Thiên Thành vốn đang lo lắng, Trần Phong một học sinh đang học, không phải Lý Tử Hào cái này xuất ngũ ma vực cường giả đối thủ, không nghĩ tới Trần Phong cho hắn một kinh hỷ. Ha ha ha. Trần Thiếu không hổ là chúng ta gian bắt 10 năm qua duy nhất một S cấp thiên phú cường giả. Ngô Thiên Thành cười to, quay đầu, hắn vênh váo tự đắc đối Lý Tử Hào nói. Lý Tử Hào, coi như ngươi là ma vực cường giả, nhưng này đều là lão hoang lịch. Hiện tại thế nhưng là những người tuổi trẻ này thiên hạ, ngươi bộ xương già này vẫn là cút nhanh lên về trong nhà dưỡng lão đi. Ha 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 ha. Lý Tử Hào muốn nói cái gì, thế nhưng là mới mở miệng, cổ họng liền phun lên một cổ ngai ngái dịch thể, hắn biết mình mới vừa rồi cùng Lý Phong đối một quyền này, để hắn thụ nội thương, lập tức đem cái này ngụm máu tươi cưỡng chế đến, không dám nói nữa. Không nghĩ tới, cái này hoàng mau tiểu tử thế mà có được ép cấp thiên phú. Mới vừa rồi cùng hắn đối một quyền, cảm giác lực lượng chí ít có 800 đến 900 cân. Lý tử hào âm thầm kinh hải, một cấp ma vực cường giả tiêu chuẩn, một quyền ít nhất 1.000 cân, khó nói tiểu tử này đã tiếp cận một cấp ma vực cường giả sao. Trần Phong đốt một điếu thuốc lá, yên nguyên một bộ khoan thai tử đắc bộ dáng, hư vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ma vực cường giả sẽ có bao nhiêu lợi hại, vậy không gì hơn cái này. Nói xong, hắn đối bên cạnh Ngô Thiên Thành nói ra. Ngô lão bản, cái kia lý tử hào không dám tại cùng ngươi đối nghịch, ngươi muốn làm gì đều được, có ta ở chỗ này, ta xem ai còn dám ngăn đón ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Trần Phong con mắt nhìn như vô ý bay tới trương trạch bên này, trương trạch rõ ràng cảm thấy Trần Phong trong đôi mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Minh Bạch Trần Thiếu Ngô Thiên Thành xoa xoa tay, hắn cảm thấy hôm nay đem Trần Phong đưa đến Thiên Phong thành phố thật sự là một sáng suốt quyết định, vừa rồi trận chiến đấu này diệt lý tử hào uy phong, sau này chính mình ở trên trời phong trong thành phố làm việc sẽ càng thêm thuận lợi. Đem nhà đầu kia cho ta kéo qua. Ngô Thiên Thành nhất chỉ Trương Phong, hắn mấy tên hộ vệ áo đen nhất thời hướng cái này vừa đi tới. Khương Tỷ Vịnh Lý Tử Hào, một mặt sợ hãi hỏi. Hào ca, làm sao bây giờ? Lý Tử Hào sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn bất lực khoát khoát tay. Tiểu tử kia quá lợi hại, ta không phải là đối thủ. Chuyện này chúng ta không quản được. Đứng ở một bên lục phán phán nghe xong, tâm lý nhất thời trầm xuống. Liên Lý Tử Hào đều không biện pháp cứu Trương Phong, cái này nên làm cái gì a? À? Trương Trạch đem mùi mùi kéo ra phía sau, một tên bảo tiêu kêu lên. Cút ra! Lập tức muốn dùng tay đem Trương Trạch đẩy ra lại không nghĩ hắn đẩy không còn trương trạch bước chân chấp động tại ba tên bảo tiêu vây công dưới như một con lương từ ba người bọn họ bên người lướt qua đợi đám người kịp phản ứng lúc hắn đã một lần nữa trở lại bên người muội muội mà cái kia ba tên bảo tiêu tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất hai mắt trắng giả đầy miệng bọt mép đây là ngô thiên thành nhất thời trừng to mắt hắn căn bản không có nhìn thấy trương trạch như thế nào xuất thủ chỉ là tại hắn ba bảo tiêu bên người lắc một cái, cái này ba cá nhân liền ngã xuống đất không dậy nổi, đây là cái gì công phu? Không chỉ là Ngô Thiên Thành, hiện trường vây xem trong đám người không có mấy cái có thể thấy rõ trương trạch động tác, bởi vì hắn động tác quá nhanh. Lý Tử Hào nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra. Nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính bao nhiêu điểm? Tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn thân là ma vực cường giả, Bản thân nhanh nhẹn thuộc tính liền không thấp, cho nên có thể trông thấy Trương Trạch vừa rồi xuất quyền đánh tại mấy người hộ vệ kia trên bụng. Trương Trạch chỉ là cười cười không nói chuyện. "Ngươi, tiểu tử ngươi cũng là ma vực mạo hiểm giả?" Ngô Thiên thành biến sắc. Tuy nhiên, ma vực đối sở hữu vừa độ tuổi nhân loại khai phóng, nhưng không phải tất cả mọi người có thể tại ma vực lăn lộn dưới đến, cái này không chỉ có muốn nhìn thiên phú cao thấp, cũng phải nhìn cá nhân hứng thú yêu thích. Ngô Thiên Thành liền không thích đến ma vực đánh quái, cùng tại ma vực mạo hiểm, hắn càng ưa thích làm ăn kiếm tiền. Loay hoay quyền cước đều là mãn phu, hạng mức cao nhất cũng chính là quân bộ tiểu đầu mục thôi. Chỉ có đầu não người thông minh có thể leo lên địa vị cao nhất đưa, thật tình không biết, cái kia chút quyền cao chức trọng chính trị gia, có mấy cái là từ ma vực đánh quái phát triển. Cho nên, Ngô Thiên Thành cơ hồ không có đến qua ma vực. Nhưng cái này không trở ngại hắn trở thành một phương lão đại, có tiền có thế, làm theo có thể cho cái kia chút ma vực cường giả vì hắn bán mạng. A. À, có chút ý tứ. Trần Phong con mắt có chút nheo lại, Trương Trạch vừa rồi động tác hắn vậy miễn cưỡng bắt được, phải biết hắn nhanh nhẹn thuộc tính cao đến 11 điểm, sớm đã siêu qua người bình thường, cho nên hắn tự nhận là trừ chính thức ma vực cường giả bên ngoài, không có người mạnh hơn hắn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở trên trời phong thành phố gặp phải trương trạch, cái này bỗng nhiên lúc kích thích hắn thật mạnh tâm. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Trần Phong, giang bắc thành phố Long Hồ Cao Trung học sinh cấp 3. Người tên là gì? Nghe thấy Trần Phong tra hỏi, Trương Trạch đương nhiên sẽ không sợ đến ngay cả mình tên cũng không dám nói. Thiên Phong thành phố, thứ năm trung học phổ thông, Trương Trạch. Trần Phong khóe miệng nhếch lên, nói không nghĩ tới người ta vẫn là cùng một giới, thật sự là may mắn, thế nào, luận bàn một cái như thế nào. Không hứng thú. Trương Trạch lôi kéo mùi mùi xoay người rời đi, hiện tại, nơi này không ai có thể ngăn được hắn. Hô. Sau tai mặt rồi một trận kình phong. Trương Trạch lập tức quay đầu, bay lên nhất cước, đem đánh về phía Trương Phong đầu chai bia đá nát. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Trần Phong hừ cười nói không có ta cho phép, ngươi cùng mùi mùi của ngươi hôm nay đi không? Trương Trạch nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức. Đã đối phương tìm tới trên đầu đến, hắn quyết định ứng chiến. Lý Tử Hào cưỡng đề một hơi, đối Trương Trạch nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, cái này trần phong lực lượng rất lớn, chỉ ít 800 cân. Ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Trương Trạch gật gật đầu, đem mùi mùi dao cho lô phán phán. Ca ca, cẩn thận. Trương Phong mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định, nàng đã từ chung quanh người đối thoại cùng trên nét mặt biết rõ, Trần Phong khó đối phó. Trương Trạch cho mùi mùi một yên tâm ánh mắt, sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Này lúc, người chung quanh đã để ra một cũng đủ lớn không gian, để bọn hắn thi triển. Trần Phong trật trật cổ, truyền đến một trận ken két tiếng vang. Ta tại Giang Bắc thời điểm, cơ hồ đem Giang Bắc trường học cũng chọn một mấy lần, không ai có thể đánh bại ta. Hắn cười hắc hắc. Hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỷ. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đồng học. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lý Tử Hào cùng Trần Phong đối quyền thụ thương, chỉ sợ ta vậy gánh không được, không thể cùng hắn liều mạng. Trương trạch tâm lý âm thầm tính toán. Ta ưu thế tại phương diện tốc độ, lấy nhanh chế lực. Trần Phong dơ lên nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng trương trạch. Mở núi phá đá một quyền. Lý tử hào đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra kinh hải vô cùng thần sắc. Cái này Trần Phong vừa rồi thế mà ẩn giấu thực lực. Một quyền này chí ít một ngàn cân không tốt, Trương Trạch nếu như đón đỡ một quyền này, sợ là muốn xương cốt đứt gãy. Trương Trạch đương nhiên sẽ không đón đỡ Trần Phong nắm đấm, thân thể của hắn như trong gió cành liễu tránh thoát đến. Coi quyền. Né tránh cùng lúc, Trương Trạch từ khía cạnh một quyền đánh phía Trần Phong. Trần Phong trong mắt tinh quang chấp động, lập tức thu quyền trở về thủ, bành một tiếng, bị Trương Trạch một quyền đánh lui nửa bước. Quyền lực. Ước chừng 700 cân cùng lý tử hào không sai biệt lắm gia hỏa này quả nhiên thật sự có tài trần phong cười hắc hắc đáng tiếc so với ta vẫn là quá yếu không qua sau một khắc hắn nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt vừa rồi hắn đã cùng trương trạch kéo dài khoảng cách không nghĩ tới trương trạch vậy mà thoáng cái đi vào trước mặt hắn cái tốc độ này thật là kinh người gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy trần phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vội vàng phòng ngự những người còn lại cũng là một mặt kinh ngạc lý tử hào con mắt tránh qua vẻ vui mừng ha ha tiểu huynh đệ này vậy mà vậy ẩn giấu một tay không sai trước đó trương trạch cũng không có đem chính mình sở hữu tốc độ cũng phóng xuất ra liền cùng trần phong một dạng hắn vậy che giấu mình thực lực thế là thời khắc mấu chốt tốc độ của hắn bạo phát hô 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 Trương Trạch nắm đấm hóa thành một mảnh quyền ảnh, đem Trần Phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Trần Phong hoàn toàn không có lực phản kích, chỉ có thể mệt mỏi phòng bị. Xác thực, Trương Trạch quyền lực không có Trần Phong lớn, nhưng ba quyền ngũ quyền điệp gia cũng muốn nhân mạng. Trần Phong chỉ cảm giác mình hai đầu cánh tay đã bị đánh được mất đến tri giác. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, quyền này nhanh quá kinh khủng, hắn căn bản thấy không rõ Trương Trạch xuất quyền động tác. Đáng chết, gia hỏa này nhanh nhẹn giá trị đến cùng tăng bao nhiêu điểm vì cái gì tốc độ nhanh như vậy ngô thiên thành mắt thấy trần phong chỉ có thể bị động phòng thủ không có biện pháp phản công sắc mặt vậy trở nên rất khó coi không nghĩ tới ở trên trời phong thành phố loại địa phương nhỏ này thế mà vậy có ngoạ hổ tàn long cao thủ chủ quan trương phong cùng lục phán phán trông thấy trương trạch dũng mãnh vô cùng bộ dáng nhao nhao lộ ra nét mừng lục phán phán trong mắt lóe dị dạng ánh sáng, nàng thấp giọng hỏi Trương Phong. Ca của ngươi trước kia hào hoa phong nhã, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hi hi, anh ta là thâm tàn bất lộ. Trương Phong mang trên mặt tự hào. Cái kia, à Phong, ca của ngươi có bạn gái hay không? Lục phán phán đột nhiên hỏi đầy miệng, trên mặt nàng có chút phát sốt. Trương Phong thuận miệng nói. Hẳn không có đi, không có nghe ca ca nói qua. Ai, ngươi hỏi cái này làm gì lục phán phán nở nụ cười nói không có việc gì bành trương trạch đánh xong cuối cùng một quyền cấp tốc lui lại không cho trần phong phản kích thời cơ bất quá trần phong hiện tại coi như muốn phản kích vậy không có năng lực hắn hai đầu cánh tay liên tục tiếp nhận trương trạch thượng bách quyền sớm đã sưng đỏ đừng nói xuất quyền nâng lên cũng tốn sức đáng chết trần phong phẫn nộ trống to hắn còn chưa từng chật vật như vậy qua, bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trương Trạch đứng tại vài mét có hơn, cười nhạt nói. Trần Phong, tay ngươi cánh tay đã không nhấc lên nổi, còn đánh sao? Trần Phong tuy nhiên tức giận, nhưng vậy biết mình hôm nay đã không có phần thắng. Tay cũng không ngẩng lên được, còn thế nào đánh? Ngô Thiên Thành chớp mắt, ngồi trên ngựa đến Trần Phong bên cạnh, thấp giọng nói. Trần Ít, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta hôm nào lại đến. Nơi này dù sao cũng là lý tử hào tràng tử, lại toát ra một thực lực cường hãn trương trạch, lại thêm trần phong lại không thể đánh, tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Nếu như Lý Tử Hào quyết tâm, nhất định muốn ở chỗ này động thủ giết Ngô Thiên Thành cùng Trần Phong, chỉ sợ sau đó cũng sẽ trở thành một cọc không đầu bàn sự án. Dù sao, trên thế giới này, có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Trần Phong tuy nhiên cùng ngạo, nhưng tình thế vẫn là phân rõ ràng, lập tức gật đầu. Trương Trạch Ta nhớ kỹ ngươi. Trần Phong lạnh lùng nhìn về phía Trương Trạch, ba tháng là cả nước võ thi, ta chuẩn bị thi đậu thanh đại vũ giáo, chờ võ thi kết thúc, ta kim bản đề danh về sau, sẽ đích thân tới tìm ngươi. Trương Trạch thiêu thiêu mi mau, mỉm cười nói. Xảo, ta cũng muốn thi đậu thanh đại vũ giáo, nói không chừng, chúng ta sẽ trở thành đồng học. Chỉ bằng ngươi ha ha. Trần Phong mang theo mỉa mai cười, lắc đầu nói. Tốc độ ngươi xác thực rất nhanh, thế nhưng là chỉ dựa vào tốc độ không dùng. Thanh đại vũ giáo trúng tuyển yêu cầu rất cao, gần với một cấp ma vực cường giả khảo hạch tiêu chuẩn. Trừ tốc độ bên ngoài, lực lượng, thể chất cùng tinh thần cũng có tương quan yêu cầu, một hạng không phù hợp cũng không thể thông qua. Người bình thường rất khó chu đáo, trừ phi phía sau có cường đại hậu thuẫn, vì hắn cung cấp đủ nhiều tư nguyên ta xem ngươi cũng chính là một người bình thường nếu không muội muội cũng sẽ không tới chỗ như thế làm thuê cho nên ngươi vẫn là không nên mơ mộng trần phong một mặt kiêu ngạo hắn vốn chính là hậu nhân của danh môn trong gia tộc trưởng bối phần lớn là ma vực cường giả lợi hại nhất tam thúc hiện tại là ma vực cục cao cấp cố vấn tam giai ma vực cường giả lưng tự hùng hậu như vậy gia tộc trần phong trưởng thành có thể nói là xuôi gió xuôi nước lại thêm hắn còn giác tỉnh S cấp thiên phú, nhất thời trở thành toàn cả gia tộc bên trong ảnh hưởng rất lớn nhân vật, tập vạn thiên sủng ái vào một thân. Nếu không phải là lo lắng Trần Phong tinh thần lực không đủ, cưỡng ép hấp thu quá nhiều cao cấp ma hồn cầu xảy ra vấn đề, gia tộc hận không thể để Trần Phong cầm ma hồn cầu coi như ăn cơm. Trần Phong nói cái này chút trương trạch đương nhiên biết rõ, nhưng hắn cũng không lo lắng. Chuyện của ta không nhọc ngươi quan tâm, Ta nhất định sẽ thi vào thanh đại vũ giáo. Trương Trạch lòng tin tràn đầy, sờ 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 cấp thiên phú để hắn như hổ thêm cánh. Ha ha, cũng không biết rằng ngươi từ đâu tới tự tin. Trần Phong khịt mũi coi thường, sau đó, hắn cùng Ngô Thiên Thành tại mọi người nhìn hầm hầm phía dưới rời đi hội sở. Tiểu huynh đệ Lý Tử Hào tại Khương Tỷ đỡ xuống đến Trương Trạch trước mặt, nói ra Ngươi cho chúng ta thiên phong thành phố tranh một hơi a. À người chung quanh vậy nhau nhao tán dương không thôi đúng vậy a à, ngươi xem cái kia họ ngô mập mạp nhiều khoa trương có mấy cái tiền bẩn không nổi a à. còn có cái kia gọi trần phong hoàng mao tiểu tử muốn khi dễ chúng ta thiên phong thành phố không có người bị đánh mặt đi nhìn thấy bọn họ xám xịt xéo đi thật sự là thống khoái trương trạch chỉ là cười nhạt một tiếng nói không có gì ta chỉ là muốn bảo hộ mùi mùi ta mà thôi giải thích, hắn mang theo Trương Phong muốn đi. Tiểu huynh đệ dừng bước, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, hy vọng tiểu huynh đệ không muốn cự tuyệt. Lý tử hào trùng Khương Tỷ nháy mắt, Khương Tỷ nhất thời hiểu ngầm, vội nói. Hoa hồng sảnh hiện ở trên không lấy đâu, chúng ta đi nơi đó nói. Trương Trạch cau mày một cái, hắn vốn muốn cự tuyệt, lại nghe Lý Tử Hào còn nói một câu. Ta còn cần tiểu huynh để chuẩn bị 500 ngàn, tuy nhiên không nhiều, coi như là ta một điểm tâm ý. 500 000 Mùi mùi nhân công thận tạng tiền thuê liền có rơi. Trương Trạch gật đầu. Vậy liền đằng trước dẫn đường đi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotao, người cá, người lùng hobbit người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như xuất cu bút đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18, tuyệt đối không phải hắn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hoa hồng sảnh. Mấy người ngồi xuống, Khương Tỷ tự mình cua một bình thường đẳng long tỉnh, ở một bên phục thị lý tử hào cùng trương trạch uống trà. Tiểu huynh đệ, ngươi vì chúng ta thiên phong thành phố làm vẻ vang, cũng cho ta lý mổ người giấy mặt mũi. Ta rất cảm tạ ngươi." Đang khi nói chuyện, Lý Tử Hào đem một trương 500.000 thẻ mua sắm đẩy lên Trương Trạch trước mặt. Tại Đại Hạ Quốc, hết thảy đều là tiền điện tử tiến hành giao dịch, nhưng một số thời khắc không tiện lộ ra chính mình tài khoản tính danh chờ tin tức, liền sử dụng loại này không ký danh thẻ mua sắm. Trương Trạch vậy không khách khí, trực tiếp đem thẻ mua sắm thu lại, hắn hiện tại rất thiếu tiền. Gặp Trương Trạch lấy tiền, Lý Tử Hào nụ cười trên mặt càng đậm, nói: Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta cùng Ngô Thiên Thành ở giữa ân oán sao? Đơn giản liền là sinh ý trên sân điểm này sự tình. Trương Trạch làm người hai đời, nơi nào không biết được. Tốt, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mời tiểu huynh đệ gia nhập Ta Sơn Hà tập đoàn. Lý Tử Hào một mặt tha thiết nói, Ngô Thiên Thành lôi kéo Trần Phong, đơn giản chính là cho hắn Thiên Tinh tập đoàn tìm cao thủ chỗ dựa, phải biết làm ăn chỉ dựa vào đầu não còn chưa đủ nếu như không có cao thủ hộ giá hộ tống, bị hắc bạch lưỡng đạo tầng tầng bóc lột, xương cốt cũng cho ngươi nuốt. Ta mặc dù là xuất ngũ ma vực cường giả, nhưng ít ra còn có thể bảo vệ Sơn Hà tập đoàn, nhưng Ngô Thiên Thành lần này khí thế hung hung, ta sợ chính mình không phải là đối thủ, cho nên, hy vọng tiểu huynh để gia nhập ta, cùng nhau bảo hộ Sơn Hà tập đoàn. Nó mặc dù là ta cá nhân sản nghiệp, nhưng cũng là thiên phong thành phố lớn nhất thương nghiệp tập đoàn, một khi bị thế lực bên ngoài đánh ngã, chúng ta thiên phong thành phố coi như bị động. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập, ta cam đoan cung cấp phong phú thù lao. Lý Tử Hào lời thề son sắc nói ra. Ngô Thiên Thành cho Trần Phong, ta Lý Tử Hào cũng giống vậy có thể cho ngươi. Trương Trạch trầm tư một lát, nói. Lý lão bản ta minh bạch ngươi tốt ý, nhưng ta hiện tại vẫn là học sinh, không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức tương lai ta việc học có thành tựu có lẽ sẽ suy tính một chút lý tử hào điều kiện xác thực cùng hấp dẫn người nhưng trương trạch không nguyện ý bị người bố trí về phần tư nguyên trương trạch hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đến thu hoạch được không cần thiết có việc cầu người lý tử hào mặc lộ vẻ thất vọng nhưng ngẫm lại hắn lùi lại mà cầu việc khác nói đã dạng này ta vậy không miễn cưỡng chỉ là hy vọng tương lai có người khi dễ sơn hà tập đoàn thời điểm tiểu huynh để có thể ra tay giúp đỡ. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Trương Trạch gật đầu đáp ứng, dù sao bắt người ta một khoản tiền, vừa giờ cũng có thể ra thêm chút sức. Hai người lại rảnh rỗi phím vài câu, thông qua cùng Lý Tử Hào nói chuyện, Trương Trạch với cái thế giới này lại có hiểu biết. Rời đi Vân Đỉnh hội sở, Trương Trạch cùng Trương Phong về đến nhà. Ca ca. Ta sai. Trương Phong rụt rè đứng tại Trương Trạch trước mặt, rủ cục lấy cái đầu nhỏ, nói. Ta không nên cùng phán phán đến loại địa phương kia làm thuê, thế nhưng, nơi đó cho tiền lương thật rất cao. Tiền lương cao cũng không thể đến. May mắn lần này ta kịp lúc, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trương Trạch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng trắng đến. Cái thế giới này chỉ có hai anh em gái bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Trương Trạch xem Trương Phong như sinh mệnh, không chịu để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất cho nên khi nhìn thấy mùi mùi nước mắt ngậm vòng tròn bộ dáng trương trạch đành phải đem còn lại cái kia chút trách cứ lời nói cũng nuốt về đến lắc đầu nói ra lần sau đừng lại đến tiền ta đã kiếm lời không ít rất nhanh liền có thể kiếm lời đủ tất cả bộ tiền thuê người đi học cho giỏi đừng có lại ra đến làm thuê ân biết rõ ca ca trương phong nhu thuận gật gật đầu sau đó nàng nhoẻn miệng cười hì hì nói ca ca Ngươi hôm nay tại hội sở đánh nhau thời điểm, thật là đẹp trai. Cái gì đánh nhau? Gọi là luận bàn. Trương Trạch tức giận trắng một chút. Ngày thứ hai, Trương Trạch tiến về trường học, cửa chính gặp phải Vương Dương. Trương Trạch. Hảo huynh đệ, kém một chút ngươi hôm nay liền nhìn không thấy ta. Vương Dương nhào lên, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ ông Trương Trạch gào khóc. Trương Trạch đẩy hắn ra, mặt không biểu tình nói ra làm sao? Ta hôm qua kém chút bị người bắt cóc. Vương Dương hồi tưởng lại, lòng còn sợ hãi, nói: Nếu không có vị anh hùng cứu ta, ta mẹ nó khẳng định bị giết con tin. Chỉ tiếc, vị anh hùng kia làm việc tốt không lưu danh, nếu không ta nhất định cho hắn làm trâu làm ngựa, báo đáp hắn ân cứu mạng. Trương Trạch Tâm lý buồn cười, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, nói: Vậy ngươi thật là may mắn hắn vỗ vỗ vương dương bả vai nói đi thôi nhanh lên khóa chờ một chút ta nhớ lại vương dương đột nhiên nhãn tình sáng lên kích động hô to vị anh hùng kia tại ma vực bên trong tên gọi la sát ta nhớ được lần trước liễu nguyệt ảnh sự kiện kia bên trong vậy có hắn trương trạch mập mập chết bầm này trí nhớ là thật tốt trương trạch ngươi lần sau nếu như vô tình gặp hắn la sát lão đại nhất định phải trước tiên cho ta biết ta muốn bái hắn làm thầy vương dương một mặt hưng phấn gặp phải rồi nói sau trương trạch lắc đầu cùng vương dương đi vào lầu dạy học một ngày chương trình học kết thúc trương trạch chạy tới trường học võ quán công tác ngày mai sẽ là tuần trưa, hắn dự định ra đi vòng vòng xem có thể hay không kiếm tiền vừa đi vào trường học võ quán trương trạch liền trông thấy trịnh hạo cùng mấy cái cá nhân hỏi thăm chính tại võ quán bên trong luyện tập học sinh Đồng học ngươi tốt, chiều hôm qua sau khi tan học, ngươi trông thấy có người sử dụng lực kế sao? Không nhìn thấy a, à, nơi này không phải có giám sát sao? Ngươi có thể tra một chút. Ai? Đừng đề cập, võ quán thiết bị biến chất, chính đối lực kế cameras hỏng rất lâu. Vậy liền giúp không ngươi. Hỏi một vòng, Trình Hạo vậy không có đạt được đáp án, cái này lúc, hắn trông thấy Trương Trạch chính thay đổi quần áo lao động, thành lý sang nhà hỏi một chút hắn trịnh hạo đi đi qua chào hỏi đồng học ngươi tốt ta gọi trịnh hạo ta muốn hỏi một chút ngươi hôm qua sau khi tan học quét dọn vệ sinh thời điểm có nhìn thấy hay không có người sử dụng lực kế trương trạch sững sờ một cái trịnh hạo tên hắn là nghe qua lớp bên cạnh bên trên đứng hàng thứ nhất nghe nói còn giác tỉnh a cấp thiên phú rất nhiều người nói hắn nhất định có thể thi đậu thanh đại vũ giáo không nhìn thấy trương trạch lắc đầu nếu như bị người ta biết hắn tại thời gian làm việc sử dụng lực kế, làm không tốt trường học lãnh đạo sẽ hủy bỏ hắn công tác tư cách. Vậy liền kỳ quái. Trịnh Hạo xoa cầm, đột nhiên hỏi. Ta nhớ được làm lúc ta đi thời điểm, võ quán chỉ có ngươi một cá nhân, ngươi làm sao lại không biết. Trương Trạch vẫn lắc đầu. Không có ý tứ, ta thật không biết. Không muốn ảnh hưởng ta công tác. Nói xong, hắn cuốn qua Trịnh Hạo, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Trịnh Hạo bên cạnh một nam sinh khuyên nhủ. tính toán, nói không chừng là máy móc xảy ra vấn đề, căn bản không có cái này cá nhân. đúng vậy a, à, chúng ta đã hỏi mấy lần, vậy không có tìm được, khả năng thật không có cái này cá nhân. khác một nữ sinh nói ra. Trịnh Hạo nhìn chầm chầm trương trạch bóng lưng, lắc đầu nói, không, ta giống như tìm tới cái này cá nhân. những người còn lại đều là sững sờ thuận trịnh hạo ánh mắt bọn họ trông thấy trương trạch. Không phải đâu, ngươi nói cái kia công nhân vệ sinh. Ta biết hắn, là lớp 8, giống như gọi trương trạch, nhưng ta cảm thấy trịnh hạo ngươi lầm. Cái này cá nhân tuyệt đối không thể đánh ra thành tích cao như vậy. Tháng trước dò xét trắc thí lúc, hắn liền toàn trường 100 người đứng đầu cũng không vào đến, tuyệt đối không phải hắn. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào? Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19, Khó chơi Gobin. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không, ta tin tưởng ta trực giác. Trịnh Hào ngữ khí khẳng định, đợi đến cả nước võ thi thời điểm, chân tướng liền sẽ nổi lên mặt nước. Nhìn xem trịnh Hào một đoàn người rời đi võ quán, trương trạch âm thầm nghĩ thầm. Cái này gọi Trịnh Hạo người vì sao phải tìm chính mình? Khó nói, ta ngày đó tại lực kế bên trên đánh quyền lưu lại số liệu để hắn nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Trương Trạch nhất thời liền hiểu được, cái này Trịnh Hạo hẳn là đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh. Dù sao, trường học của bọn họ chỉ có hai cái thanh đại vũ giáo trúng tuyển danh ngạch, Trịnh Hạo lo lắng có người uy hiếp được hắn cũng là rất bình thường. Xem ra ta vẫn là muốn càng thêm cẩn thận để điều mới được, vạn nhất bại lộ thực lực mình gây nên một số người chú ý, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Hạ quyết tâm về sau, Trương Trạch quyết định, tại võ thi trước đó, hắn cũng sẽ không lại triển lộ ra bất luận cái gì thực lực. Thanh lý xong võ quán vệ sinh về sau, Trương Trạch rời đi võ quán, mới vừa đi tới lầu dạy học cửa, liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp Lưu Vĩ cùng hai tên người mặc chế phục nam tử nói chuyện. Lưu Vĩ sắc mặt rất ngưng trọng, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, Trương Trạch yên lặng từ bên cạnh bọn họ đi qua, chỉ nghe trong đó một người nam tử đối Lưu Vĩ nói ra. Cái này cá nhân cực kỳ nguy hiểm. Trường học các ngươi nhất định phải nhắc nhở các học sinh chú ý an toàn. Trương Trạch trong lòng hiếu kỳ, bất quá hắn biết rõ, chủ nhiệm lớp chẳng mấy chốc sẽ tại trong đám tuyên bố tương quan tin tức. Quả nhiên, ước chừng 10 phút sau, Trương Trạch ở trên tàu điện ngầm liền thấy Lưu Vĩ tại trong đám bày phát một đầu tin tức. Gần đây một tên nguy hiểm tội phạm truy nã chạy trốn đến chúng ta thiên phong thành phố, thì cục nhắc nhở rộng rãi thị dân phải chú ý an toàn. Các bạn học không có chuyện ban đêm tận lực không nên đi ra ngoài, nếu như gặp phải khả nghi người, muốn cùng thời báo cảnh. Đằng sau là một đầu liên quan tới tội phạm truy nã ảnh chụp chờ tin tức cặn kẽ, trương trạch chú ý tới, cái này tội phạm truy nã tay phải ngón út thiếu thốn. Bởi vì ma cuộc quái vật mấy năm liên tục tàn phá bừa bãi, các quốc gia cơ hồ đem tất cả nhân thủ cũng phái đến tiền tuyến chống cự quái vật xâm lấn cho nên ở trong nước lực lượng cảnh bị so sánh yếu kém dẫn đến phạm tội hung hăng ngang ngược như loại này tội phạm truy nã khắp nơi chạy trốn sự tình hàng năm đều sẽ phát sinh ba bốn lên không qua bình thường đều là sợ bóng sợ gió một trận cho nên rất nhiều người cũng không có để ở trong lòng bao quát trương trạch chính mình về đến nhà về sau mùi mùi trương phong đã đem đồ ăn làm tốt ăn xong cơm tối thời gian vừa vặn đến 8 điểm, Trương Trạch liền trực tiếp tiến nhập ma vực. Trải qua vượt qua lần chiến đấu, Trương Trạch tuy nhiên thu hoạch thôn thiên oa con này đại bốt, nhưng là còn lại tiểu quái thương vong thảm trọng, hắn triệu hoán quái đội ngũ xuất hiện 6 lỗ hổng, cho nên Trương Trạch dự định hôm nay trước tiên đem cái này 6 lỗ hổng bổ đủ. Tầng này ma vực quái vật lấy Gobin làm chủ, trong đó lại phân làm trận chiến cùng viễn trình hai loại, đánh trước một thử một lần, rồi quyết định hướng chính mình trong đội ngũ gia tăng một loại nào goblin. Trương Trạch Hạ quyết tâm về sau, đi ra tế đàn, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Trên đường, Trương Trạch nhìn thấy ba người tiểu đội đang cùng hai cái goblin đối chiến, một goblin tay cầm đao thuẫn hung mảnh trùng sát. Mặt khác một goblin đứng bên ngoài, đem từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, hung hăng ném về phía mạo hiểm giả. Ba kẻ mạo hiểm tuy nhiên tại về số lượng chiếm ưu thế, nhưng là cùng cả hai cái Gobin so sánh, bọn họ vẫn là rất kém nhiều. Đao thuẫn Gobin công kích rất mạnh, mỗi lần đao bổ xuống đều sẽ cho mạo hiểm giả tạo thành một trăm nhiều một chút thương tổn. Mà làm mạo hiểm giả phản kích thời điểm, Gobin thuẫn bài có thể hữu hiệu đón đỡ công kích, để hắn miễn ở thương tổn. Viễn trình Gobin thạch đầu ném đến vừa nhanh vừa chuẩn, trương trạch tận mắt thấy cái kia Gobin, tại từng đoạn mười mấy giây bên trong, ném ra ba bốn mươi tảng đá. Những đá này đánh tại mạo hiểm giả trên thân cũng có thể tạo thành một trăm nhiều một chút đến hai trăm nhiều một chút thương tổn. Ba mạo hiểm giả bị hai cái Goblin đánh kêu khổ liên tục. Bọn họ ba đều là cận chiến chức nghiệp, kết quả lại ngay cả một đao thuẫn Goblin cũng đánh bất quá. Nơi xa còn có ném đá Goblin đối bọn hắn tiến hành tấn công từ xa, khiến cho bọn họ lúng cuốn tay chân. Đáng chết Goblin! Mỗi lần ta công kích đều sẽ bị hắn thuẫn bài đỡ được. Ai u, ta lại bị thạch đầu đánh trúng. Cái kia ném đá goblin quá đáng ghét. Các huynh đệ, ta gần như không còn huyết. Làm sao bây giờ a? À, cuối cùng, ba kẻ mạo hiểm chật vật trốn về tế đàn. Nếu như bọn họ tiếp tục đánh xuống đến lời nói, chỉ sợ ba cá nhân mạng nhỏ đều phải muốn nằm tại chỗ này. Xem ra hai loại goblin thực lực cũng rất mạnh a. À. Trương Trạch Xoa cầm trong lòng thầm nghĩ, vậy liền không cần lại xoắn xuýt bắt kịp một loại nào liền triệu hoán một loại nào. Nghĩ tới đây, Trương Trạch đem chính mình sở hữu quái vật cũng triệu hoán đi ra, thậm chí còn bao quát thôn thiên qua cùng thiết sĩ lan. Sở dĩ toàn viên xuất động, chủ nếu là bởi vì Trương Trạch cảm thấy hắn bây giờ có được ngành giáp quy chờ tiểu quái, không phải go đối thủ. Cho nên vì lý do an toàn, Trương Trạch trực tiếp vận dụng bốt đến giúp hắn đánh quái. Nơi này Gobin thường xuyên là thành đôi ra đúng, đao thuẫn Gobin cùng ném đá Gobin phối hợp với nhau. Trương Trạch không có tìm được bất luận cái gì một lạc đàn Gobin, cho nên hắn đành phải đối hai cái Gobin cùng lúc phát động công kích. Phát hiện địch nhân đao thuẫn Gobin, đầu tiên đứng lên thuẫn bài, bởi vì hắn phát hiện đối diện địch nhân so với bọn hắn số lượng nhiều, cho nên hắn đầu tiên áp dụng là phòng ngự tư thái. Mà phía sau ném đá Gobin đã bắt đầu không ngừng đem thạch đầu ném mạnh tới, từng khối từng khối nện tại trương trạch triệu hoán quái vật trên thân. 147, 166 180, mẹ Cái này ném đá Gobin ném tới thạch đầu nền thật hung ác Trương Trạch nhìn thấy ngạnh giáp quy HP thẳng tắp hạ xuống Tâm lý thẳng đau lòng Không qua cùng lúc hắn vậy nhận thức đến Cái này ném đá Gobin lực chiến đấu xác thực rất bưu hãn liền ngạnh giáp quy phòng ngự cũng địa vực không Phi thường đáng giá hắn có được Đao thuẫn Gobin tại phía trước đỉnh lấy ngạnh giáp quy chờ quái vật công kích bảo hộ sau lưng ném đá gobin cái này tự hồ là bọn họ chiến thuật hơn nửa thoạt nhìn rất thực dụng làm đau thuẫn gobin hp còn thừa lại một nửa thời điểm ném đá gobin đã đánh chết một cái ngạnh giáp quy cùng một cái độc tri chu thôn thiên hoa thay đổi mục tiêu công kích cái kia ném đá gobin trương trạch mắt thấy tình huống không ổn lập tức điều chỉnh chiến thuật để trong đội ngũ duy nhất viễn trình công kích quái vật thôn thiên hoa công kích ném đá gobin thông thiên qua hỏa đạn, lực công kích đủ xa, thương tổn vậy đầy đủ cao. Một đại hỏa cầu bay đi qua, phanh một tiếng nện tại ném đá Gobin trên thân, đem hắn đánh ngã nhào một cái. Cùng lúc một mức thương tổn từ đỉnh đầu hắn bốc lên đến 310 cái này ra sức. Trương Trạch một bên kéo cung tiễn xạ kích, một bên cho hắn thông thiên qua điểm tán. Lại đến một phát, quanh một tiếng, lại một viên hỏa cầu nện tại ném đá Gobin trên thân ném đá Gobin HT nhất thời còn sót lại 10% tả hữu, liền tại trương trạch cho là bọn họ rất nhanh liền có thể đánh chết cái này ném đá Gobin thời điểm, để ý hắn bên ngoài một màn phát sinh. Chỉ gặp cái kia ném đá Gobin tại chỗ quay người, lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc hướng rừng cây chỗ sâu trốn đến. Mẹ nó! Đánh như thế nào không qua vẫn phải chạy a. À? Trương Trạch không còn gì để nói, không qua loại tình huống này vậy rất bình thường, dù sao ma vực bên trong quái vật cũng không phải điện tử du hí bên trong số liệu, bọn họ có chính mình trí tuệ, đánh không qua liền chạy không phải rất hiện tượng bình thường. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào? Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20, xem ngươi chạy chỗ nào. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ném đá Gobin chạy trốn, Trương Trạch tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem đến miệng con việc cứ như vậy bay. Thế là, hắn lập tức mệnh lệnh triệu hoán quái bên trong tốc độ nhanh nhất Violent Rabbit, đuổi theo Gobin. Con này Violent Rabbit chính là Trương Trạch triệu hoán cái thứ nhất Violent Rabbit, đã lên tới LV3, lực công kích so với ban đầu tăng lên gấp 3 còn nhiều hơn, bình lúc đánh quái thời điểm, mức thương tổn cao, tốc độ nhanh. Là trương trạch thích nhất triệu hoán quái bên trong. Violent ra biết tiếp vào trương trạch mệnh lệnh, lanh lợi đến trong rừng đuổi theo ném đá Gobin, trương trạch mang theo còn lại các tiểu đệ tiếp tục đối phó đao thuẫn Gobin. Không thể không nói, đao này thuẫn Gobin tại cận chiến phương diện xác thực rất cường hãn. Tại một đám quái vật vây công dưới, thế mà vậy kiên trì 10 phút đồng hồ mới bị đánh ngã. Về sau, Trương Trạch lập tức triệu hoán chi này đao thuẫn Gobin, sau đó xem xét nó thuộc tính. Đao thuẫn Gobin, là sát, đẳng cấp, 1. mát 5. Kinh nghiệm 1. 10 HP 450 công kích 240 290 phòng ngự 300 kỹ năng Không, lực công kích cùng phòng ngự lực cũng rất xuất sắc, không hổ là tầng thứ 3 ma vực quái vật. Trương Trạch xem hết đao thuận Goblin thuộc tính về sau, khen không dứt miệng. So sánh với, đã tăng 3 cấp Violent ra biết miễn cưỡng cùng cái này đao thuẫn Goblin thuộc tính khá. Nhưng là, triệu hoán quái nhiều nhất chỉ có thể lên tới cấp 5. Nói cách khác, Violent Rabbit trần nhà quá thấp, tương đương với cao tầng ma vực quái vật sàn nhà, cho nên đến hậu kỳ, giống Violent Rabbit loại này hạ cấp ma vực quái vật tác dụng, liền càng ngày càng nhỏ. Trương Trạch dự đoán, coi như Violent Rabbit lên tới mát cấp, tối đa cũng thì tương đương với tầng thứ 5 ma vực quái vật, nếu như lại đến cao hơn một tầng, trên cơ bản liền là pháo hôi. Nói lên Violent Rabbit, Đến lâu như vậy làm sao còn chưa có trở lại Trương Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía rừng cây chỗ sâu Tâm lý sinh ra một tia dự cảm không tốt Đột nhiên, một đầu hệ thống nhắc nhở tại Trương Trạch trong tầm mắt xuất hiện Người Violent ra biết đã tử vong Trương Trạch nhất thời giật mình, chuyện gì phát sinh Ta thỏ thỏ chết như thế nào Chính tại kinh nghi bất định thời điểm Chỉ nghe đối diện trong rừng truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân sau đó đã nhìn thấy một đoàn Goblin từ trong rừng lao ra, khí thế hung hung thẳng hướng Trương Trạch. Mẹ nó, cái kia ném đá Goblin đem hắn cùng bạn bè cũng đưa tới. Trương Trạch tâm lý trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, cái này chút Goblin ai quy cao như vậy, trừ sẽ chạy trốn bên ngoài, còn biết hô bằng gọi hữu yêu cầu trợ giúp. mắt thấy trước mặt xông lại mấy chục Goblin, Trương Trạch biết rõ lấy hắn thực lực bây giờ là chịu không được thế là hắn lập tức quay đầu liền chạy, cùng lúc đem chính mình triệu hoán quái cũng thu hồi lại. Nếu như đem bọn nó cũng ở lại bên ngoài, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đây đều là trương trạch nội tình, cũng không thể toàn bồi tiến vào. Nhất là hai cái đại bốt, trương trạch càng không thể tùy ý từ bỏ. Một đường phi nước đại, trương trạch rốt cục chạy đến tế đàn, sau lưng gô bin nhóm trông thấy trương trạch trốn về tế đàn, cũng đều dừng bước lại, thì uy một dạng giống trương trạch gọi bậy không ngừng. Bọn gia hỏa này. Thế mà biết không có thể tới gần tế đàn, thật sự là quá thông minh. Trương trạch khẽ cắn môi, hắn vốn định mượn nhờ tế đàn bên cạnh ma pháp tháp, xử lý mấy cái gô bin, kết quả bàn tính thất bại. Chung quanh player cũng bị vừa rồi phát sinh một màn giật mình, ai cũng không gặp qua nhiều như vậy gô bin, cùng lúc truy sát một mạo hiểm giả. Đậu phộng người anh em này mà đến cùng làm gì? Làm sao dẫn nhiều như vậy Gobin? Khó nói hắn hoặc nào đó Gobin lão bà. Cho nên mới bị đuổi giết. Ta đến. Khẩu vị sẽ không như thế nặng đi. Trương Trạch tự động che đậy người chung quanh chăm chọc khiêu khích cùng ác ý suy đoán. Hắn ngồi tại tế đàn bên trên, một bên nghỉ ngơi hồi máu, một bên suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Cái này chút Gobin quá giảo hoạt, xem xét tình huống không ổn liền sẽ đào tẩu còn biết dẫn tới số lớn viện quân ổn thỏa nhất biện pháp liền là không cho bọn họ chạy trốn thời cơ trương trạch xoa cầm lâm vào trầm tư như thế nào mới có thể để bọn hắn trốn không có biện pháp trương trạch nhãn tình sáng lên hắn nghĩ tới một rất không tệ chủ ý thế là hắn lập tức đứng người lên quay người xông vào cửa đá hỏi ngươi muốn đi trước ma vực tầng nào để nhất tầng tầng thứ hai tầng thứ ba. Trương Trạch lập tức lựa chọn đến tầng thứ hai, ẩm ướt động huyệt. Chung quanh cảnh sát phát sinh chuyển đổi, Trương Trạch phát hiện mình đã đi vào tầng thứ hai ma vực tế đàn bên trên, hắn lập tức xông ra đến, tìm kiếm khắp nơi quái vật. Có. Trương Trạch nhìn thấy trong khắp ngõ ngách nằm sắp hai cái độc tri chu, hắn lập tức đem còn thừa triệu hoán quái cũng triệu hoáng đi ra, hướng hai cái độc tri chu trùng sát đi qua. Một phen chém dết về sau, Trương Trạch giải quyết hai cái độc tri chu, hắn lập tức đưa chúng nó triệu hoán tiếng chính mình trong đội ngũ. Một cái ngạnh giáp quy, một đao thuẫn gô bin, hai cái độc tri chu, còn có hai cái bốt. Trong đội ngũ còn có bốn lỗ hổng. Trương Trạch tính toán một cái, hai cái độc tri chu hẳn là đầy đủ. Sau đó, Trương Trạch lại lập tức trở về tầng thứ ba ma vực. Hư hư. Lần này ta xem ngươi còn thế nào trốn. Trương Trạch lòng tin tràn đầy, lần nữa dẫn theo đội ngũ xuất phát. Rất nhanh hắn liền tại trong rừng rậm tìm tới một đôi bin vẫn là đao thuẫn bin cùng ném đá bin tổ hợp. Ngành giáp quy, đao thuẫn bin còn có thiết sĩ lan tiến lên cận thân công kích, độc tri chu cùng thôn thiên oa viễn trình công kích. Trương trạch truyền đạt tiến công chỉ lệnh, triệu hoán quái nhóm hú lên quái dị, phóng tới đối diện, cùng hai cái bin chém giết. Trải qua qua trước chiến đấu, Trương Trạch đã tích lũy kinh nghiệm, cho nên đang chỉ huy tác chiến thời điểm càng thêm thành thạo điêu luyện. Ngành giáp quy cùng đao thuẫn Gobin xứng hợp lại cùng nhau, đối phó địch nhân đao thuẫn Gobin, thiết sĩ Lan thì hướng ném đá Gobin phát động công kích. Đằng sau độc tri chu cùng thôn thiên oa viễn trình hiệp trợ, chiến cục rất nhanh liền phát sinh nghiêng, trương trạch bên này đứng vững vàng thượng phong. Không bao lâu, đao thuẫn Gobin liền đệ nhất quải điệu, mà ném đá Gobin HP vậy còn sót lại một phần mười. Hoa hoa! ném đá Gobin xem xét tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy. Trương Trạch cười lạnh một tiếng. liền đợi đến ngươi. Độc Tri Chu, dùng mạng nhện vây khốn hắn. Đây là Trương Trạch muốn ra đối sách, đã Gobin yêu chạy trốn, Trương Trạch liền triệu hoán hai cái độc Tri Chu, chuyên môn vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Độc Tri Chu nghe được Trương Trạch mệnh lệnh, lập tức đem cái đuôi nhếch lên, vùng ra một trương cực đại mạng nhện đến, lập tức đem Gobin võng ở trong đó, mặc cho hắn dãy dụ như thế nào cũng vô pháp đào thoát sở hữu quái vật tập trung lực lượng diệt cái này ném đá go bin trương trạch vung tay lên bọn quái vật cùng nhau tiến lên cùng công chi không bao lâu liền xử lý ném đá go bin hô cuối cùng đem bọn hắn toàn diệt trương trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó sắp chết đến ném đá go bin triệu hoáng đến chính mình trong đội ngũ ném đá go bin la sát đẳng cấp 1. mát 5. Kinh nghiệm 110 HP 300 công kích 290 330 phòng ngự 280 kỹ năng Không gia hỏa này viễn trình thương tổn thật cao A. Trương Trạch nhìn xem ném đá Goblin thuộc tính thẳng tắt lưỡi, cơ hồ cùng thiết sĩ lan mức thương tổn không sai biệt lắm một dạng cao. Trách không được đánh một cái đau như vậy. Đại Việt xuất chinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.